Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 37. Ở vị trí trung tâm có một tòa tháp cổ màu đen lẳng lặng đứng. Hình dáng cổ kính, bên trên thô ráp giống như đã phơi gió phơi nắng rất nhiều năm, tràn đầy khí thức cổ xưa. Đây chính là tháp phủ đồ sao? Diệp Bắc Minh đứng ở đằng xa quan sát, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông có phát hiện ra chỗ nào không bình thường không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút kinh ngạc, ồ, tháp phủ đồ này có vẻ rất thú vị. Bên trong lại có khí thức của dị hỏa. Nó nghiêm túc nói, đại lục chân võ đúng là không đơn giản, thế mà lại xuất hiện hai loại dị hỏa. Hai loại dị hỏa mà tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói tới, một loại là phần thiên chi diễm. Đang ở trong tay Diệp Bắc Minh. Một loại khác thì ở ngay bên trong tháp phủ đồ. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, không phải ông nói dị hỏa vô cùng hiếm có sao? Sao ở đây lại xuất hiện loại dị hỏa thứ hai vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát mới trả lời, điều này thì bản tháp cũng không biết, chỉ có thể nói đại lục chân võ có khí vận rất khủng bố. Đại lục võ đạo bình thường có thể tìm ra một loại dị hỏa đã vô cùng hiếm thấy rồi, chứ đừng nói đến là loại thứ hai. Hơn nữa tôi có thể cam đoan, đây là một loại dị hỏa thuộc tính băng. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Anh đi vào tháp phù đồ. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, người phụ nữ trung niên đã sớm chờ từ lâu. Mã trưởng lão cười nói, Bắc Minh à, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi sẽ mở tháp phù đồ ra, cậu mau vào đi. Khương Tử Cơ nhìn chằm chằm mã trưởng lão nóng lòng như thế làm cái gì? Ông rất muốn tiểu sư đệ tôi tiến vào tháp phù đồ sao? Nụ cười của mã trưởng lão khựng lại, có chút xấu hổ cười nói, bản trưởng lão thấy Diệp Bắc Minh có thiên phú kinh khủng, muốn để cậu ấy nhanh chóng tiến vào tháp phù đồ đạt được truyền thừa thượng cổ. Nhỡ may có vận khí nghịch thiên nào đó đang chờ cậu ấy, về sau Thanh Huyền Tông sẽ phải dựa vào Bắc Minh rồi. Vương trưởng lão cười phụ họa, không sai, Bắc Minh, về sau Thanh Huyền Tông chúng ta coi như nhờ cả vào cậu. Người phụ nữ trung niên mỉm cười tiến lên, kín đáo đưa cho Diệp Bắc Minh một bình đan dược, Bắc Minh, nếu như gặp phải nguy hiểm ở trong tháp phù đồ, những đan dược này còn có thể giúp được cậu. Diệp Bắc Minh tiện tay nhận lấy, cảm ơn ba vị trưởng lão đã yêu quý. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, người phụ nữ trung niên đều mỉm cười. Nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một ý lạnh không dễ phát hiện ra. Cảm ơn. Ha ha. Sau 7 ngày cậu sẽ càng phải cảm ơn chúng tôi. Trong lòng ba người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm, ba vị trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, hãy mở tháp phù đồ ra đi. Được. Trong đôi mắt của mã trưởng lão lóe lên ánh sáng. Chờ một chút. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên, tôi cũng muốn tiến vào tháp phù đồ, đi cùng với anh ta đi. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ lạnh như băng. Sải rộng đôi chân thon dài đi tới. Cô ta có đôi mắt lạnh lẽo, ngũ quan xinh đẹp. Vẻ mặt khiến người ta có một loại cảm giác xa lánh cao cao tại thượng, nhưng lại có một loại cảm giác lẻ loi một mình. Cô ta không hề trang điểm, nhưng lại đẹp đến hút hồn người khác. Điều càng khiến Diệp Bắc Minh thấy bất ngờ chính là khi người phụ nữ kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống mấy phần. Giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Trên người cô ta mặc váy dài được chế tạo từ tơ tằm băng vạn năm, có thể ngăn cách ý lạnh. Thân thể mềm mại của người phụ nữ kia được ôm trọn bởi chiếc váy dài tơ tằm băng. Cho dù như thế vẫn không thể che giấu được vóc người bốc lửa dưới váy. Diệp Bắc Minh phản ứng rất nhanh, trong cơ thể cô ta có rất nhiều hàn khí. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, thông minh, đúng là như thế. Hơn nữa còn không phải là hàn khí bình thường, cậu có để ý không? Nơi này là khu vực núi lửa, sau khi cô ta đến thế mà để nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống, người phụ nữ này cũng không đơn giản. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe, hiếu kỳ đánh giá người phụ nữ kia. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bắc Minh, người phụ nữ cau mày lại. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, người phụ nữ trung niên đều biến sắc. Mã trưởng lão vội vàng thuyết phục, cô Uyển Nhi, để Diệp Bắc Minh đi vào một mình đi. Nếu cô cũng muốn tiến vào tháp phù đồ, ba người chúng tôi có thể mở ra lần nữa cho cô vào 3 tháng sau. Người phụ nữ mặc váy dài tơ tằm băng lắc đầu, bản cung không đợi được 3 tháng, hôm nay tôi sẽ tiến vào tháp phù đồ cùng với anh ta. Cô ta chỉ vào Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh khó hiểu, cô là ai? Anh có chút ngạc nhiên. Thực lực võ đạo của người phụ nữ này không cao, mới đến cảnh giới thánh. Vậy mà mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông lại có thái độ tôn kính cô ta như vậy? Hay là có lai lịch không tầm thường? Người phụ nữ mặc váy dài tơ tằm băng phun ra ba chữ, Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển. Diệp Bắc Minh nhớ lại trong đầu một lần, xác định đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Nam Cung Uyển sững sờ, lần đầu tiên cảm xúc có dao động. Nhưng mà, gương mặt xinh đẹp của cô ta vẫn lạnh lẽo như trước, nhìn về phía ba vị thái thượng trưởng lão, mở tháp phủ đồ ra đi. Ba người quay sang nhìn nhau. Mã trưởng lão lập tức dùng chân nguyên truyền âm, lần này phải làm như thế nào đây? Vương trưởng lão nhíu mày, nếu như Nam Cung Uyển cũng tiến vào tháp phủ đồ, xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ trung niên truyền âm, đây là chính cô ta lựa chọn, có liên quan gì đến chúng ta chứ? Mục tiêu của chúng ta là Diệp Bắc Minh, nhất định phải khiến cậu ta không có cách nào rời khỏi Thanh Huyền Tông trong vòng 7 ngày. Nam Cung Uyển và Diệp Bắc Minh cùng nhau tiến vào tháp phủ đồ thì sao chứ? Nếu như Diệp Bắc Minh chết trong tháp phủ đồ là tốt nhất, cho dù cậu ta có thể còn sống đi ra khỏi tháp phủ đồ, 7 ngày sau lão quỷ Hắc Sơn cũng đến rồi. Mã trưởng lão cắn răng một cái, được, vậy cứ để bọn họ đi vào chung. Ba người cùng nhau tính toán, gật đầu đồng ý. Được rồi, nếu cô Uyển Nhi đã lựa chọn như vậy, chúng tôi cũng sẽ không nhiều lời. Mã trưởng lão gật đầu. Bọn họ bảo Diệp Bắc Minh và Nam Cung Uyển đứng ở vị trí trung tâm thái cực đồ, sau đó lấy một cái lệnh bài màu đen từ trong nhẫn chữ vật ra. Vương trưởng lão và người phụ nữ trung niên cũng lấy ra một cái lệnh bài màu đen như vậy. Phía trên khắc phù văn cổ xưa, vô cùng huyền ảo. Ba người đồng thời ra tay, cắm lệnh bài màu đen vào lỗ khảm trong mặt đất. Một luồng ánh sáng trắng lấp lóe, bao phủ lấy Diệp Bắc Minh và Nam Cung Uyển. Diệp Bắc Minh biến sắc, khoát tay một cái, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, có thể chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nam Cung Uyển quét mắt nhìn anh một cái, giống như là nhìn đồ nhà quê. Giọng nói trong trẻo giống như Bồ Tát, thực lực của anh rất không tệ, tôi đã nhìn thấy trận chiến ở quảng trường Sơn Môn rồi. So sánh với những thiên tài ở đại lục thượng cổ, anh cũng không hề thua kém hơn là bao, sao lại không có kiến thức như vậy? Đây là truyền tống trận, có thể đưa hai người chúng ta vào bên trong tháp phủ đồ. Yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Thế mà lại bị người ta khinh bỉ. Mẹ nó. Một giây sau. Một lực lượng thần bí đánh tới. Diệp Bắc Minh cảm giác giống như bị nước biển bao phủ, ánh sáng trắng lóe lên liền biến mất. Hai người xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Diệp Bắc Minh khó hiểu nhìn bốn phía, nơi này chính là bên trong tháp phủ đồ sao. Diệp Bắc Minh cùng Nam Cung Uyển vừa mới biến mất. Sắc mặt Mã trưởng lão trầm xuống, chỉ vào đám người Khương Tử Cơ, Hạ Nhược Tuyết, người đâu, bắt lấy bọn họ. Vèo. Một đám đệ tử xông ra từ bốn phương tám hướng. Đám người Khương Tử Cơ vội vàng quây thành một vòng, đều cẩn thận lấy binh khí ra. Vương Như Yên khẽ kêu lên, Mã trưởng lão ông có ý gì? Mã trưởng lão cười lạnh, hừ, có ý gì ư? Diệp Bắc Minh giết diệt tuyệt thượng nhân, đã chọc giận thần kiếm môn. Nếu thần kiếm môn trách tội xuống, Thanh Huyền Tông có khi sẽ bị hủy diệt. Nếu không phải chúng tôi lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ chạy trốn. Còn cần mở tháp phủ đồ ra để thu hút Diệp Bắc Minh ở lại sao? Ông ta cười một tiếng đầy ẩn ý, muốn ra khỏi tháp phủ đồ phải cần ít nhất 7 ngày. Ô đạo sinh đã đến thần kiếm môn thông báo cho lão quỷ Hắc Sơn rồi. À, mấy người còn chưa biết lão quỷ Hắc Sơn là ai đúng không? Ông ta là anh trai ruột của Diệt Tuyệt Thượng Nhân, muốn từ Thanh Huyền Tông đến thần kiếm môn phải tốn ít nhất 7 ngày. Cho nên mấy người đã hiểu chưa? Ông ta vừa dứt lời. Khương Tử Cơ và Liễu Như Khanh liếc nhìn nhau. Hạ Nhược Tuyết, Đạm Đài Yêu Yêu, Vương Như Yên nghiến chặt hàm răng, căm tức nhìn đám người Mã trưởng lão. Lục Tuyết Kỳ vô cùng giận dữ, mấy người là thái thượng trưởng lão, thế mà lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu này sao? Mấy người đúng là vô sỉ. Sắc mặt người phụ nữ trung niên vô cùng lạnh lẽo, bước lên trước người Lục Tuyết Kỳ. Chát! Bà ta đưa tay ra tát vào mặt cô ấy. Cảnh giới, lực lượng. Thực lực hoàn toàn nghiền ép Lục Tuyết Kỳ. Phụt,
Lục Tuyết Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Cô ấy vốn đang bị thương, bây giờ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lục sư muội, bát sư tỷ, các cô gái vội vàng xông lên. Lục Tuyết Kỳ hôn mê bất tỉnh, trọng thương ngã gục. Vương Như Yên kêu thảm một tiếng, bát sư tỷ, không. Người phụ nữ trung niên giống như nhìn thấy khỉ làm xiếc, trêu tức nói, ha ha, yếu ớt như thế sao? So sánh với tên Diệp Bắc Minh kia, các cô đúng là vô dụng hơn nhiều. Khương Tử Cơ tức giận đến run rẩy cả người, mấy người đúng là quá đáng. Lãnh Nguyệt trưởng lão và sát chủ trưởng lão đâu? Chúng tôi muốn gặp bọn họ. Người phụ nữ trung niên cười, ha ha ha, cô muốn gặp Lãnh Nguyệt và sát chủ kia ư? Được thôi. Mã trưởng lão vuốt râu cười một tiếng, bọn họ đã bị nhốt vào ngục rồi, không phải các cô muốn gặp bọn họ sao? Bản trưởng lão sẽ thành toàn cho các cô. Người đâu, phế bỏ gân mạch của bọn họ, nhốt vào tử lao. Vâng. Mấy đệ tử tiến lên, trong tay hiện lên một cây đao như cái móc cong, sắp phế bỏ mấy người. Các người đừng hòng, các chị em, ra tay, Khương Tử Cơ quát lên một tiếng. Mã trưởng lão cười khinh thường, phế vật gì mà cũng dám phản kháng. Bù. Một luồng uy thế cảnh giới thánh chủ khủng bố đè xuống. Sức mạnh cường mạnh nghiền áp tấn công. Thực lực khác biệt vô cùng. Các cô gái vốn không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi rồi bò dưới đất. Đệ tử tay cầm cây đao như cái móc cong giơ tay đao rơi, đâm vào cổ tay cổ chân của các cô gái. A! À, từng hồi tiếng kêu thảm kinh người vang lên. Các cô gái ngã trong vũng máu. Người phụ nữ trung niên vẫn chưa thấy hả giận, chỉ chém đứt kinh mạch của họ, dùng một vài dược liệu vạn năm là có thể phục hồi. Hay là, moi cả đan điền của họ ra đi. Moi đan điền của họ ra thì không thể hồi phục được nữa. Nghe thấy lời này, mấy người Hạ Nhược Tuyết, Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào không nhịn được run lên. Lục Tuyết Kỳ vẫn trong tình trạng hôn mê. Vương trưởng lão thở dài một tiếng, liệu có quá đáng quá không? Mục tiêu của chúng ta là Diệp Bắc Minh, tuy kết cục cuối cùng của họ cũng sẽ chết, nhưng không cần thiết phải hành hạ thế chứ. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, cái gì gọi là quá đáng. Chúng ta đứng ở vị trí này, đâu thể bố trí ơn huệ. Mã trưởng lão gật đầu tán thành, đúng thế. Vương trưởng lão lo lắng, bọn họ mất đan điền, liệu có chết không? Người phụ nữ trung niên nhếch miệng cười, yên tâm, chỗ tôi có một cây cỏ kéo dài mạng 7 ngày. Cho dù bọn họ chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng có thể sống 7 ngày, nhưng cũng chỉ có 7 ngày thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hay là để đích thân tôi ra tay đi. Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên bước một bước đến trước mấy người Hạ Nhược Tuyết. Giơ tay tóm về phía bụng của bọn họ. Người đầu tiên chính là Khương Tử Cơ. A! À, Khương Tử Cơ kêu thảm một tiếng, phần bụng xuất hiện một cái lỗ khổng lồ. Đan điền bị thiếu phụ trung niên móc ra. Máu tươi đầm đìa. Các cô gái hét lên, Lục sư tỷ. Tử Cơ tỷ tỷ, cơ thể Hạ Nhược Tuyết run lên, khuôn mặt tái nhợt. Người phụ nữ trung niên ném ra một chiếc lá của cây cỏ kéo dài mạng sống 7 ngày, tự nhặt lên, ăn nó đi. Nếu không ăn, cô không sống được quá 7 ngày đâu. Kha kha kha, giọng điệu cực kỳ đùa cợt. Khương Tử Cơ cắn răng, tôi ăn, tôi ăn. Tôi nhất định phải cố gắng gượng đến lúc tiểu sư đệ ra khỏi tháp phù đồ. Cô ấy bỏ dưới đất bỏ đến. Nhặt một chiếc lá của cỏ kéo dài mạng sống 7 ngày và ăn nó. Được, cô nhất định phải cố trụ đấy. Để bọn tôi xem, người tiếp theo là ai đây? Người phụ nữ trung niên cười thích thú. Ánh mắt nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang hôn mê bất tỉnh, ô, còn có người ngất xỉu ư. Nếu đan điền của cô ta bị moi ra, liệu có đau đến tỉnh lại không đây? Giơ tay tóm xuyên đến đan điền của Lục Tuyết Kỳ, giật nó xuống. A. À. Lục Tuyết Kỳ đau đến tỉnh lại, cơ thể cuộn tròn thành con tôm. Vương Như Yên rơi nước mắt, bát sư tỷ, không. Các người sẽ không được chết tử tế đâu. Nếu tiểu sư đệ của tôi biết các người làm vậy, nhất định sẽ không tha cho các người. Người phụ nữ trung niên cười lớn âm hiểm, ha ha ha, Diệp Bắc Minh. 7 ngày sau hắn sống được rồi tính đi. Ánh mắt trầm xuống, nhìn sang Vương Như Yên, đến lượt cô rồi, mong đợi không. Trong tháp phù đồ, xung quanh mờ tối một vùng. So với thế giới bên ngoài,
không gian to hơn không chỉ gấp trăm lần. Đột nhiên, Nam Cung Uyển cất giọng thanh lạnh, bắt đầu từ bây giờ, anh đi theo phía sau tôi. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao? Nam Cung Uyển quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, ngạo mạn khẽ cười một tiếng, tại sao? Bởi vì tôi hiểu tháp phù đồ nhiều hơn anh, đi theo tôi có thể bảo đảm anh được an toàn. Nếu anh tự hành động, tôi bảo đảm anh sống không quá 3 canh giờ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một chữ, ồ. Đi về một hướng. Nam Cung Uyển hừ lạnh lùng một tiếng, không cho anh nếm mùi thì anh không biết sự lợi hại của tháp phù đồ. Vừa dứt lời, đột nhiên một bóng đen xông ra từ chỗ tối. Hú! Một con mãnh hổ nhảy ra, thực sự quá đột ngột. Dường như xuất hiện sát người Diệp Bắc Minh, vuốt hổ đập mạnh đến. Phập! Diệp Bắc Minh bị đập bay đi, rơi xuống chỗ cách mấy chục mét về phía sau, lực thật cường mạnh, trong tháp phù đồ lại có ma thú. Sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Giống như đột nhiên mọc ra vậy. Diệp Bắc Minh nhìn ma thú phía trước. Đôi mắt vô cùng nghiêm trọng. Con mãnh hổ cao đến 3 mét, 4 chân còn thô to hơn cơ thể của người trưởng thành. Theo Diệp Bắc Minh ước tính, ít nhất tương đương với ma thú cấp 11 ở thế giới bên ngoài. Rất khủng bố. Nam Cung Uyển lạnh lùng nhắc nhở, đây không phải ma thú, mà là do ma khí trong tháp phù đồ ngưng tụ thành. Diệp Bắc Minh ngẩn người, ma khí ngưng tụ thành. Nam Cung Uyển tỏ vẻ mặt ngạo mạn, tôi đã nói, anh vốn không hiểu tháp phù đồ. Đây là ma thú cấp 11 do ma khí ngưng tụ thành, tên là Hổ Âm Ảnh. Từ trong bóng tối đi ra, vô tâm vô tích. Chỉ cần anh đi sai một bước, thì sẽ có các loại ma thú từ ma khí biến ra xuất hiện, anh vẫn nên theo. Nam Cung Uyển còn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, kiếm đoạn long. Liền sau đó, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Anh bước ra một bước, xuất hiện trước Hổ Âm Ảnh nhanh như điện giật. Chém xuống một đường kiếm. Phập, Hổ Âm Ảnh bỗng nổ tung, hóa thành ma khí tiêu tan. Việc này, trên khuôn mặt Nam Cung Uyển lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô ta không chú ý đến, những ma khí đó hóa thành khói xanh, sau đó chui vào trong kiếm đoạn long. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng kích động, cậu nhóc, cậu sắp phát tài rồi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, sao thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động giải thích, đây là ma khí tinh túy nhất dưới gầm trời. Loại ma khí này so với ma khí bình thường, nó không có chút tạp chất nào. Cho nên mới có thể được kiếm đoạn long hấp thụ. Diệp Bắc Minh nắm bắt được một thông tin, kiếm đoạn long có thể hấp thụ ma khí ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, thông minh, thông tin này bị cậu phát hiện ra rồi. Nói vậy là sao? Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười giải thích, thanh kiếm này rất đặc biệt, hấp thụ đủ nhiều ma khí thuần khiết, có thể sinh ra khí linh. Diệp Bắc Minh vui mừng, thật không? Thật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định trả lời, chỉ là không biết trong tháp phù đồ có đủ ma khí hay không thôi. Lúc này, giọng của Nam Cung Uyển vang lên phía sau, muốn sống sót trong tháp phù đồ, không phải có thực lực là được. Anh có thể giết một con Hổ Âm Ảnh, nhưng sau đó còn có 2 con, 3 con. Thậm chí là 10 con đấy. Anh cũng muốn lãng phí chân nguyên để giết hả? Cô ta chậm rãi tiến lên, đứng sánh vai cùng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không nhìn đến Nam Cung Uyển, cũng không quay đầu tiến vào sâu trong tháp phù đồ. Anh! Nam Cung Uyển nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh rời đi, cắn chặt răng. Đáng ghét! Nam Cung Uyển mình có lúc nào bị người ta phớt lờ như vậy chứ? Thôi bỏ đi, mình nhịn, đợi anh ta chịu đủ khổ, bản cung phải bắt anh ta cầu xin mình ra tay. Suy nghĩ một lát, sau đó đi theo phía sau. Vừa đi được mấy chục mét, Nam Cung Uyển kinh ngạc phát hiện. Diệp Bắc Minh lại đi theo hình con rắn. Anh không ngừng đi đi lại lại như vậy trong tháp phù đồ. Gru, một con Hổ Âm Ảnh đột ngột xuất hiện không hề có dấu hiệu. Lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, chém kiếm đoạn long trong tay xuống. Hổ Âm Ảnh lập tức tiêu tan, một luồng ma khí giống như khói xanh bị kiếm đoạn long hấp thụ không để lại vết tích. Diệp Bắc Minh không dừng lại, tiếp tục đi theo hình con rắn. Anh muốn làm gì? Nam Cung Uyển ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Gru, lại một con Hổ Âm Ảnh xuất hiện. Tấn công một đường kiếm. Mười mấy giây sau, Hổ Âm Ảnh thứ 4 xuất hiện. Tiếp đó, con thứ 5, con thứ 6.
Nam Cung Uyển đi theo phía sau Diệp Bắc Minh nửa tiếng, Diệp Bắc Minh giết hết 30 con hổ âm ảnh trong một lúc. Cơ thể Nam Cung Uyển run lên, tôi biết rồi, anh cố ý. Anh muốn làm gì, điên rồi hả? Chẳng lẽ là để thu hút sự chú ý của tôi? Nam Cung Uyển cau mày. Ở đại lục thượng cổ đúng là có rất nhiều đàn ông, vì để thu hút sự chú ý của cô ta mà cố ý thể hiện thực lực của mình. Hành vi này quá ngốc. Không được, cứ tiếp tục giết như vậy, còn chưa tiến vào tầng thứ hai thì chân nguyên đã tiêu hao sạch rồi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Uyển mau chóng đi theo. Đợi một chút. Nam Cung Uyển cất giọng băng lạnh. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn cô ta một cái, cô có chuyện gì? Thái độ như không sao này khiến trong lòng Nam Cung Uyển bốc lên lửa giận, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, anh liên tiếp giết 30 mấy con hổ âm ảnh, chắc chắn sẽ tiêu hao chân nguyên nghiêm trọng. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của tháp phủ đồ, anh tuyệt đối không được cho rằng tháp phủ đồ rất an toàn. Nếu anh vì thể hiện thực lực của mình trước mặt tôi, từ đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi có thể nói với anh một câu, không cần đâu. Diệp Bắc Minh không khách sáo trả lời, chắc không phải đầu óc cô có vấn đề chứ. Bên cạnh tôi thiếu phụ nữ chắc, tôi cần thu hút sự chú ý của cô. Cô xem cô gầy hom hem, cần ngực không có ngực, cần mông không có mông. Cả ngày mặt lạnh như tiền, giống như người khác nợ cô mấy triệu vậy. Tôi sẽ có hứng thú với phụ nữ như cô chắc. Anh! Nam Cung Uyển nổi giận, đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh quát một câu, câm miệng. Cơ thể Nam Cung Uyển run lên, đôi mắt cay cay. Cô ta lớn từng này, đi đến đâu cũng được cung phụng, chưa từng có ai mắng cô ta như vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Một hàng nước mắt trào ra, lập tức ngưng kết thành từng giọt băng rơi xuống. Diệp Bắc Minh, tôi hận anh. Nam Cung Uyển dâm trận, lao về phía trước. Bên tai Diệp Bắc Minh yên tĩnh rất nhiều. Chưa đến một phút, phía trước vang lên tiếng hét lớn kinh sợ của Nam Cung Uyển. A. Không cần nghĩ cũng biết, Nam Cung Uyển gặp nguy hiểm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Liên quan gì đến mình? Chuồn thôi chuồn thôi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, đi về một hướng khác. Lúc này, một cây dây leo to bằng cánh tay quấn lấy mắt cá chân của Nam Cung Uyển. Khuôn mặt cô ta bỗng biến sắc, cây mây ma vân. Làm sao có thể, chẳng phải nó sống trong nơi sâu nhất của tháp phủ đồ ư? Dây leo của nó làm sao có thể vươn đến tầng thứ nhất chứ? Chiếc nhẫn chữ vật của Nam Cung Uyển lóe lên. Lấy ra một con dao găm được khảm nạm vô số bảo thạch. Chém thật mạnh xuống cây mây ma vân, phát ra tiếng, choang, giòn tan. Lại không thể đánh thương được cây mây ma vân chút nào. Nam Cung Uyển tỏ vẻ mặt chấn kinh, con dao găm này là thần khí của sư phụ tặng cho mình, vậy mà không thể chém đứt được cây mây ma vân. Dường như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, chẳng lẽ? Liền sau đó, trong cây mây ma vân mọc ra mấy cái gai nhọn, đâm xuyên mắt cá chân nõn nà của Nam Cung Uyển. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt vốn hoảng hốt của Nam Cung Uyển lập tức trắng như tuyết, quả nhiên. Đây là vua mây ma vân. Hỏng rồi, vật này trời sinh kỳ dị. Mình, trước mắt Nam Cung Uyển tối sầm. Con dao găm trong tay rơi xuống. Cả người mềm nhũn nằm dưới đất. Mấy cành dây leo như xúc tu kéo đến, quấn chặt Nam Cung Uyển. 176 con. Diệp Bắc Minh dừng lại. Bây giờ bất luận anh đi thế nào trong tầng thứ nhất của tháp phủ đồ, cũng không có ma thú từ ma khí biến ra xuất hiện nữa. Anh không chần chừ, định xuất phát lên tầng thứ hai. Bốp! Đột nhiên, một dây leo nhanh chóng ập đến, cuốn lấy cổ chân của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh phản ứng rất nhanh, chém kiếm đoạn long trong tay xuống. Một đoạn dây leo bị chém đứt, không ngừng ngoe nguẩy giống như đuôi con thằn lằn. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh giơ chân giẫm dứt dây leo, giống như một nhánh cây leo, còn là vật sống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vui mừng, cậu nhóc, nơi này đúng là bảo địa phong thủy, cậu lại gặp may rồi. Thứ này là cây mây ma vân, là một loại ma thú thực vật, cũng khá hiếm có. Vừa nãy có lẽ cô bé đó bị vật này hại rồi. Diệp Bắc Minh lên tiếng, giải thích cụ thể hơn đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, cây mây ma vân thích uống máu thuần của vật sống, gốc của nó có rất nhiều ma khí thuần khiết. Bọn chúng còn sẽ phát ra một loại xương độc. Bất luận là người hay là ma thú, chỉ cần chúng độc của cây mây ma vân, về cơ bản sẽ trở thành dinh dưỡng cho nó.
Diệp Bắc Minh hỏi, nếu đã có độc, tôi phải lại gần bằng cách nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười, yên tâm, thể chất của cậu đặc biệt, trăm độc không xâm chiếm được. Độc của cây mây ma vân không có tác dụng với cậu. Vậy còn đợi cái gì? Diệp Bắc Minh không hề do dự, đuổi theo hướng của dây leo vươn tới. Phía trước xuất hiện một cái lỗ thủng, khắp chỗ trên vách đá đều là dây leo. Diệp Bắc Minh đi sâu vào trong đó. Vừa đi được mấy trăm mét. Khắp chỗ trên mặt đất đều là xương trắng, bọn họ dường như đều mặc trang phục của Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh biết, những người này không tránh được sự tấn công của vua Mây Ma Vân, bị hấp thụ thành dinh dưỡng. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân, từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh kỳ lạ. Vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lượng lớn cây mây ma vân quấn vào nhau, bao bọc ra một hình người. Nam Cung Uyển. Diệp Bắc Minh vừa nhìn là nhận ra Nam Cung Uyển trúng chiêu rồi. Tuy anh không chủ động đi cứu Nam Cung Uyển, nhưng gặp trên giường, tiện tay cứu vẫn có thể. Soạt, anh chém một đường kiếm khí ra, dây leo của cây mây ma vân nổ tung. Nam Cung Uyển mềm nhũn rơi xuống. Diệp Bắc Minh đón lấy Nam Cung Uyển, cô ta trực tiếp ôm lấy Diệp Bắc Minh, cơ thể không ngừng run lên, là anh. Mau, mau muốn tôi đi. Cái gì? Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Vội vàng buông Nam Cung Uyển ra, nhanh chóng lùi lại. Nam Cung Uyển ngồi dưới đất, kẹp chặt hai chân, vô cùng khó chịu. Đôi mắt của cô ta mơ màng, mắt đỏ ửng hoa đào. Toàn thân như có ngọn lửa bùng cháy, xua đuổi toàn bộ hàn khí trong cơ thể cô ta. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, cô đã trúng độc của cây mây ma vân. Soạt, mấy cây kim châm bay ra, cắm vào trong cơ thể của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển không hề có chút phản ứng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Trên thế gian còn có loại độc mà quỷ môn thập tam châm không giải được ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, độc tố của cây mây ma vân vốn không thể giải được. Nếu cậu không giúp đỡ, cô ta sẽ bị thiêu chết. Thân phận của cô bé này không tầm thường, hơn nữa cô ta biết đại lục thượng cổ, rất có khả năng đến từ thế giới cấp cao. Nếu cậu nhân cơ hội này lấy luôn cô ta, cũng là một chuyện tốt với cậu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười dữ tợn, hơn nữa, đó là do cô ta tự yêu cầu, không coi là cậu thừa cơ lợi dụng lúc người khác gặp nguy khốn. Diệp Bắc Minh quyết đoán từ chối, đùa gì vậy, trinh chiết của tôi rất quan trọng đấy, được không? Cứu người thì được, nhưng muốn trinh tiết của tôi, không thể nào. Trong ánh mắt chấn kinh của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Diệp Bắc Minh giơ tay, ném ra một cây huyết sâm vạn năm. Cô cầm lấy tự giải quyết đi, đây là huyết sâm vạn năm, cô cũng không thiệt. Nhìn huyết sâm vạn năm bay đến. Đôi mắt của Nam Cung Uyển mơ màng. Nhưng sâu trong con mắt phần nhiều là sự giận dữ, anh vô liêm sỉ. Anh là đồ khốn, anh thật quá đáng, anh ức hiếp tôi. Hu hu hu, tôi còn là cô gái chưa chồng, làm sao có thể dùng thứ này. Hu hu hu, Nam Cung Uyển khóc lóc, cắn chặt môi đỏ. Phát ra âm thanh khiến đàn ông máu nóng sôi sục. Với độc tố của cây mây ma vân, cô ta vốn không thể kiểm soát phản ứng của mình. Cô ta muốn kiểm soát bản thân, chỉ có thể ngồi xổm. Di chuyển qua lại. Cả người cô ta giống như bị ngọn lửa thiêu cháy, cơ thể nóng ran, đỏ ửng. Nam Cung Uyển mất tự chủ phát ra tiếng, giống như đang làm nũng. Hoàn toàn không thể kiểm soát. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ mình thực sự phải dùng cái đó? Không được, làm sao được chứ? Cho dù Nam Cung Uyển mình chết, cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái này. Diệp Bắc Minh, anh đối xử với tôi như vậy, tôi hận anh. Nam Cung Uyển nghĩ bằng lý trí còn sót lại. Nhưng cơ thể lại không thể tự chủ uốn éo. Cô ta cắn răng, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ trong đan điền. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thấy vậy, không ổn, cô bé này muốn tự hủy bản thân. Tuy trông có vẻ lạnh như băng, tính cách lại mạnh mẽ như vậy. Cậu nhóc, cậu có thể không cần lấy cô ta, cũng có thể cứu cô ta. Dùng máu của cậu, cậu có 1/4 huyết mạch ma tộc, máu của ma tộc có thể khắc chế độc của vua mây ma vân. Vãi! Diệp Bắc Minh cạn lời, máu của tôi có thể cứu cô ta, tại sao vừa nãy ông bảo tôi dùng trinh tiết? Ông muốn bẫy tôi phải không? Đâu có. Tôi đang giúp cậu đó, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vốn không thừa nhận. Diệp Bắc Minh cau mày.
thấy Nam Cung Uyển sắp không trụ được. Diệp Bắc Minh không hề do dự, bước ra một bước. Xuất hiện bên cạnh Nam Cung Uyển. Cảm nhận được khí tức của đàn ông, Nam Cung Uyển bám lên người Diệp Bắc Minh như con bạch tuộc. Hai tay ôm chặt cổ của anh. Hai chân quấn chặt bên hông. Khẽ há đôi môi hôn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, rạch một đường lên lòng bàn tay. Máu tươi trào ra, tay của Diệp Bắc Minh chặn về phía đôi môi đỏ lửa cháy của Nam Cung Uyển. Ô! Nam Cung Uyển hừ một tiếng, cắn chặt tay của Diệp Bắc Minh. Ma huyết tiến vào cơ thể của Nam Cung Uyển không có chút phản ứng nào. Vốn không có dấu hiệu giải độc. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, hít thở dồn dập. Bù! Thế này là sao? Con mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng, trái tim đập mạnh không ngừng, sao tôi cảm thấy càng lúc càng nóng rực người. Tôi cảm thấy tôi cũng trúng độc rồi. Thế này là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng lúng túng, không hay rồi, tôi bị nhầm rồi. Đây không phải là cây mây ma vân bình thường, mà là độc tố của vua mây ma vân. Ma huyết của cậu không đủ độ tinh thuần, cho nên không thể giải độc. Vãi, ông bẫy tôi. Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, cơ thể của anh càng lúc càng nóng rực. Đến cuối cùng, lại chủ động ôm lấy Nam Cung Uyển. Hai người lăn lộn dưới đất, trút bỏ từng chiếc áo. Diệp Bắc Minh dùng chút lý trí cuối cùng, cắt đứt liên hệ. Hai người thẳng thắn hết mình. Đoạn này lược bỏ người ngàn chữ. Trong sơn động vang lên tiếng trầm thấp của nam nữ. Không biết qua bao lâu mới dần dần lắng xuống. Nam Cung Uyển mở đôi mắt, phát hiện mình lại nằm trong lòng Diệp Bắc Minh. Lập tức sợ giật mình. Cô ta vừa định đứng lên. Cảm thấy cơ thể đau dữ dội. Hai chân mềm nhũn trượt ngồi trong lòng Diệp Bắc Minh. Nam Cung Uyển nhớ lại sự việc vừa xảy ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Sau đó, tức giận. Anh dám đối xử với tôi như vậy. Nam Cung Uyển lấy ra một con dao găm, muốn giết người đàn ông lấy đi tấm thân trong trắng của cô ta. Lúc giơ dao găm lên, dù thế nào Nam Cung Uyển cũng không thể đâm xuống. Chiếc váy tơ băng tằm bên cạnh đã bị rách chẳng ra làm sao. Còn có một vệt máu như đóa hoa đỏ rực nở rộ. Cô ta cắn môi đỏ, chừng nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt phức tạp, cất chiếc váy tơ băng tằm đi. Lấy ra một bộ trang phục khác mau chóng mặc xong rồi rời đi. Sau khi rời khỏi động huyệt của cây mây ma vân, Nam Cung Uyển trốn đến một nơi an toàn. Lấy ra một miếng ngọc bội lấp lánh bảy sắc cầu vồng, sư phụ. Vừa dứt lời, một hư ảnh phụ nữ hiện lên, Uyển Nhi, sao liên lạc với vi sư nhanh như vậy? Chẳng lẽ con đã tiến vào tháp phù đồ, có được thứ đó rồi ư? Nam Cung Uyển xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, sư phụ, con. Vẻ mặt của hư ảnh người phụ nữ biến sắc, sao con không mặc váy tơ băng tằm? Không có chiếc váy đó, con không thể áp chế độc cực hàn trong cơ thể. Trừ khi con, không phải chứ? Chẳng lẽ con đã có được lãnh hỏa huyền minh? Nam Cung Uyển lắc đầu, sư phụ, con vừa mới tiến vào tháp phù đồ, vẫn chưa tìm được lãnh hỏa huyền minh. Hư ảnh người phụ nữ cau mày, nếu chưa tìm được lãnh hỏa huyền minh, tại sao con không cần váy tơ băng tằm nữa? Trừ phi, hư ảnh người phụ nữ như nghĩ đến điều gì? Vẻ mặt bỗng biến sắc, con không còn trong trắng nữa. Độc cực hàn trong cơ thể Nam Cung Uyển chỉ có thể biến mất bằng hai cách. Thứ nhất, sử dụng lãnh hỏa huyền minh hóa giải. Thứ hai, mất đi tấm thân trong trắng. Đã không có được lãnh hỏa huyền minh, thì chắc chắn Nam Cung Uyển đã mất tấm thân trong trắng. Là ai? Hư ảnh người phụ nữ gào lên, bỗng nổi giận, tên đàn ông nào làm? Thật to gan! Lại dám làm vấy bẩn đệ tử của ta. Uyển Nhi, con nói với sư phụ nhất định giết hắn. Nam Cung Uyển căng thẳng. Lúc này, cô ta thực sự lo sợ sư phụ sẽ đến đại lục chân võ giết Diệp Bắc Minh. Vội vàng nói, sư phụ, anh ta cũng không cố ý. Thực tế là con trúng kịch độc của vua mây ma vân, anh ta vì cứu con nên cũng trúng độc. Hai bọn con trong lúc mơ màng hồ đồ. Hư ảnh người phụ nữ bất ngờ, vua mây ma vân. Đại lục chân võ làm sao có thể có loại ma thú thực vật này? Con mau chóng nói với sư phụ rốt cuộc chuyện là thế nào, tên đàn ông đó rốt cuộc là ai, thân phận thế nào. Nam Cung Uyển suy nghĩ một lát, sư phụ, anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Còn về thân phận,
Tạm thời con vẫn chưa biết. Anh ta có cảnh giới gì? Có lẽ, võ thần sơ kỳ. Con nói cái gì? Hư ảnh người phụ nữ ngẩn người, không dám tin hỏi lại một câu, võ thần sơ kỳ. Một tên đàn ông võ thần sơ kỳ, ngay cả ngưỡng cửa của võ đạo cấp cao cũng chưa chạm tới. Hắn lại có thể lấy đi tấm thân trong trắng của con. Uyển Nhi, loại người này con giữ hắn lại làm gì? Con không giết hắn đi. Nam Cung Uyển hơi hốt hoảng, sư phụ, không phải như vậy. Diệp Bắc Minh này rất đặc biệt, thật đấy. Theo bản năng, Nam Cung Uyển lại nói đỡ thay Diệp Bắc Minh, tuy anh ta chỉ có cảnh giới võ thần sơ kỳ, nhưng ở Thanh Huyền Tông, anh ta đã thể hiện ra thực lực kinh người. Hình như anh ta có mật pháp nào đó, toàn lực bùng phát, từng giết một thánh vương. Ồ, hư ảnh người phụ nữ hơi kinh ngạc, lập tức nổi hứng thú, võ thần giết thánh vương. Vượt năm cảnh giới lớn đó. Ở đại lục thượng cổ cũng vô cùng ít thấy có thiên tài như vậy, nếu thực sự giống như con nói, thì cũng có thể bồi dưỡng. Trầm ngâm một lát, giọng của hư ảnh người phụ nữ lại vang lên. Uyển Nhi, sau khi con rời khỏi tháp phù đồ, có thể mời tên nhóc này cùng con đến đại lục thượng cổ. Nếu hắn thực sự là thiên tài có thể bồi dưỡng, có thể miễn tội chết lấy đi tấm thân trong trắng của con. Trong đầu Nam Cung Uyển hiện lên dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, lặng lẽ gật đầu, vâng, sư phụ. Hư ảnh người phụ nữ nhắc nhở, được rồi, con đi tìm lãnh hỏa huyền minh trước đi. Vật này tuyệt đối quý giá, nếu không phải thế giới võ đạo cấp thấp có hạn chế, vi sư cũng đích thân đến. Vâng, Nam Cung Uyển đáp lời một tiếng. Bóng dáng của người phụ nữ chợt biến mất. Cô ấy cất ngọc bội lại, từ trong chiếc nhẫn chữ vật lôi ra một tấm bản đồ. Toàn bộ kết cấu của tháp phù đồ chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được. Nam Cung Uyển nhìn vào khu vực màu xanh da trời ở ngay chính giữa, con ngươi ngưng động. Diệp Bắc Minh mở mắt ra, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông thật sự hãm hại tôi quá rồi. Giọng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tôi không cố ý thật mà. Được rồi, ông khỏi phải giải thích nữa. Diệp Bắc Minh rất sầu não, tôi ngủ bao lâu rồi. Vội vã mặc lại quần áo đàng hoàng. Nhìn quanh bốn phía. Sáu ngày, lâu vậy sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc không thôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười xấu xa một tiếng, ha ha, độc tố của Ma Vân Đằng Vương cực kỳ nặng. Cũng không phải cứ một lần hai lần là hóa giải được. Diệp Bắc Minh ngây người, chúng ta sẽ không, khụ khụ, cái kia. Suốt 6 ngày đấy chứ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng khẳng định, không phải từng giây từng phút, nhưng cũng đại khái là như vậy. Diệp Bắc Minh vô cùng lúng túng, tại sao Nam Cung Uyển lại biến mất rồi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, tháp đây biết thế nào được. Mỗi khi cậu cắt đứt liên lạc, tôi không có cách nào cảm nhận được ngoại giới. Trừ khi cậu gặp nguy hiểm, tháp tôi đây mới có thể chủ động phòng ngự. Diệp Bắc Minh nhướng mày một cái, một mình cô ấy ở bên trong tháp phù đồ sẽ không gặp nguy hiểm gì đấy chứ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng quái dị, mới vừa nãy cậu còn kêu không muốn xen vào việc người khác, bây giờ lại đi lo cho sự an toàn của người ta. Diệp Bắc Minh đảo mắt một vòng, đừng nói nhảm, ông có thể tìm được vị trí của cô ấy không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không tiếp tục giỡn, nói, để tôi tìm thử xem. Càn Khôn Vô Cực, Vạn Lý Truy Tung. Chỉ chốc lát sau, tìm thấy rồi, cô ấy đang ở tầng cuối cùng của tháp phù đồ. Nhanh như vậy mà cô ấy đã đến được tầng cuối cùng ư? Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không vui đáp, bổn tháp đã nói rồi mà, người phụ nữ này không tầm thường. Để cậu cùng cô ấy có quan hệ nam nữ, tuyệt đối không có hại gì cho cậu đâu. Cùng lúc đó, tại tầng cuối cùng của tháp phù đồ. Nam Cung Uyển một đường đi tới, cả người đã lạnh cóng. Nụ cười trên gương mặt cũng ngưng động lại thành một tầng xương lạnh. Cô ấy có chút gượng không nổi. Lấy váy băng tàm ti ra từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật, váy băng tàm ti có khả năng ngăn chặn cơn lạnh, nếu như mình mặc vào thì sẽ không còn lạnh đến vậy nữa. Nhưng mà cái này, Nam Cung Uyển nhìn vào vệt máu lan tràn bên trên chiếc váy băng tàm ti. Có hơi do dự, trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến một màn với Diệp Bắc Minh khi đó. Đáng ghét, Nam Cung Uyển cắn răng, cảm giác hai chân gần như đã nhũn ra. Do dự mãi. Cuối cùng vẫn mặc váy băng tàm ti vào, hướng về phía tầng sâu nhất của tháp phù đồ mà đi. Cùng lúc đó, bên trên cấm địa của Thanh Huyền Tông.
Rầm. Bỗng nhiên phía cuối chân trời có một đám mây đen xuất hiện. Một luồng hơi thở kinh khủng đè xuống, từ trong đám mây đen có một ông già mặt mày rét lạnh bước ra, người giết em gái tôi đang ở đâu? Ô đạo sinh đồng thời cũng cùng quay lại, vẻ mặt ngập tràn sự cung kính. Mã trưởng lão nhanh chóng bước lên, tiền bối, người nọ tên là Diệp Bắc Minh, hiện đã tiến vào tháp phủ đồ. Ánh mắt của lão quỷ Hắc Sơn chợt tối sầm, đã xảy ra chuyện gì? Mã trưởng lão thoáng hơi run rẩy, cảm nhận được áp lực cực lớn, tiền bối, chuyện là thế này. Mã trưởng lão giải thích hết ngọn nguồn. Lão quỷ Hắc Sơn cười gằn, Diệp Bắc Minh là người của Thanh Huyền Tông mấy người nghĩ rằng chỉ cần báo tin cho lão phu. Thì lão phu sẽ không gây sự với mấy người hay sao? Mã trưởng lão nuốt một ngụm nước miếng, tiền bối, bọn tôi có thể bồi thường cho ngài. Mấy người định bồi thường như thế nào? Lão quỷ Hắc Sơn hỏi ngược lại một câu. Sắc mặt mã trưởng lão nghiêm túc lên, thu nhập suốt 3 tháng của Thanh Huyền Tông, tất cả đều giao nộp cho tiền bối. Không đủ. Lão quỷ Hắc Sơn lắc đầu. Vài vị thái thượng trưởng lão đều thầm than không ổn, khẩu vị của lão già này có vẻ cũng không nhỏ đâu. Mã trưởng lão cắn răng, thu nhập nửa năm của Thanh Huyền Tông, toàn bộ giao nộp cho tiền bối. Lão quỷ Hắc Sơn vung ra một cái tát. Bốp! Mã trưởng lão bay đi ngay lập tức, phun ra một ngụm máu tươi. Giọng nói lạnh như băng truyền tới, tống cổ ăn mày đấy à? Khuôn mặt mã trưởng lão hoảng hốt vô cùng, tiền bối, thế ngài muốn cái gì? Lão quỷ Hắc Sơn cười đều, ha ha, nghe nói lão tổ đời trước của Thanh Huyền Tông các người đã tọa hóa mười mấy năm rồi. Hiện tại đang không có lão tổ trấn giữ đúng chứ? Bắt đầu từ hôm nay, lão phu chính là lão tổ Hắc Sơn của Thanh Huyền Tông. Tất cả các người đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, ai vi phạm, giết. Câu này vừa nói xong, tất cả khiếp sợ. Đám người mã trưởng lão, vương trưởng lão, người phụ nữ trung niên, ô đạo sinh đều trố mắt nhìn nhau. Ô đạo sinh nóng nảy, tiền bối, ban đầu chúng ta đâu có nói như vậy. Bốp, lão quỷ Hắc Sơn dùng một cái tát đánh ngã ô đạo sinh, quyết định của lão phu là thứ mà cậu có thể nghi ngờ sao. Diệp Bắc Minh, lão phu phải giết. Thanh Huyền Tông, lão phu sẽ thu. Lựa chọn của các người là phục tùng, hay là chết. Mọi người trợn mắt há mồm. Hối hận không thôi. Bọn họ đã đánh giá thấp lòng tham của lão quỷ Hắc Sơn rồi. Mã trưởng lão mặt xám như cho tàn. Người phụ nữ trung niên thì ngây như phỗng. Vương trưởng lão khóc không ra nước mắt mà truyền âm, sớm biết như vậy, còn không bằng đặt tiền cược lên trên người Diệp Bắc Minh. Bây giờ thì xong cả rồi. Mã trưởng lão có một loại xúc động muốn hộc máu, làm sao bây giờ? Biết thế đã không làm rồi. Người phụ nữ trung niên cắn răng, hiện giờ còn có thể làm gì được nữa? Đâm lao thì phải theo lao thôi. Có lão quỷ Hắc Sơn trấn giữ Thanh Huyền Tông, chúng ta có lẽ sẽ bị hạn chế bởi lão ta, nhưng địa vị của Thanh Huyền Tông nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vài người thương lượng một phen. Lão quỷ Hắc Sơn cười lạnh, lão phu không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nêu ra lựa chọn của mấy người đi. Vài người liếc nhìn nhau. Không chút do dự quỳ xuống đất. Tham kiến lão tổ Hắc Sơn. Ha ha ha. Lão quỷ Hắc Sơn cười đến mức bả vai run run. Mấy người trái lại cũng thông minh đó. Nếu như mấy người chọn bao che cho Diệp Bắc Minh. Thanh Huyền Tông sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đám người mã trưởng lão, vương trưởng lão và người phụ nữ trung niên đều thoáng run rẩy. Vâng, thưa lão tổ Hắc Sơn. Bỗng nhiên con người của người phụ nữ trung niên xoay một vòng, cười duyên nói, lão tổ, Diệp Bắc Minh ở bên trong tháp phủ đồ, tạm thời không có cách nào thoát ra. Nhưng mà mấy tên hồng nhan chi kỷ của cậu ta vẫn còn đang ở bên ngoài, ngài có muốn vui đùa với bọn họ một chút hay không? Lão quỷ Hắc Sơn hứng thú, đề nghị của cô rất phù hợp với khẩu vị của bổn tổ, tên cô là gì? Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thái thượng trưởng lão bậc nhất của Thanh Huyền Tông. Người phụ nữ trung niên kích động đến run rẩy cả người, cảm ơn lão tổ. Tôi tên là Ân Hồng Mai, là người của nhà họ Ân, một trong 10 gia tộc sáng lập ra Thanh Huyền Tông. Người đâu, đưa người tới đây. Chỉ chốc lát sau, đám người Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Hạ Nhược Tuyết và Khương Tử Cơ được dẫn tới. Ân Hồng Mai cười giới thiệu, lão tổ, hai con tiện nhân này chính là thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Thế nhưng lại lựa chọn đi giúp cái thằng xúc sinh Diệp Bắc Minh đó. Còn những người này đều là hồng nhan chi kỷ của Diệp Bắc Minh.
mấy con đàn bà này cũng không tệ lắm, ngài có thể từ từ chơi. Lão quỷ Hắc Sơn nhìn lướt qua đám người đang hấp hối, không quá hứng thú, mấy đứa con gái này cũng trẻ tuổi quá rồi, chẳng thú vị gì cả. Trái lại là cô, tối nay đến phòng lão phu đi. Lão phu thích sò già hơn. Sò già? Đây là cái từ quái quỷ gì vậy? Mã trưởng lão? Vương trưởng lão? Hai gò má của Ân Hồng Mai đỏ bừng. Bà ta tuy đã có hơn 3.000 tuổi, nhưng trên thực tế nhìn cũng chỉ mới trên dưới 30 mà thôi. Thú vị cực kỳ. Ân Hồng Mai ngượng ngùng cười một tiếng, thế tối nay để tôi đến hầu hạ lão tổ. Vậy còn mấy con đàn bà này, giết không? Lão quỷ Hắc Sơn cười lạnh nói, để cho bọn họ ở lại đây nhìn xem Diệp Bắc Minh chết như thế nào. Dưới sự chỉ dẫn của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến vào tháp phủ đồ lần thứ hai. Bởi vì có hơi thở mà Nam Cung Uyển để lại, suốt quãng đường thông suốt không trở ngại gì. Bỗng nhiên, tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, nhóc con, bên trái có một ít cơ quan thượng cổ, trong đó có lẽ sẽ có đồ tốt. Đi, đi nhìn thử xem. Diệp Bắc Minh đi đến bên rìa của một cái giếng khô. Chờ chút đã. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gọi Diệp Bắc Minh lại. Sao vậy? Đi thêm bước nữa là sẽ gặp nguy hiểm. Cơ quan ở chỗ nào? Ngay dưới chân cậu, nhóc con, dùng kiếm đoạn long phá hỏng nó đi. Được. Diệp Bắc Minh vừa nghĩ đến, kiếm đoạn long đã xuất hiện ở trong tay. Một kiếm chém xuống. Rầm. Toàn bộ giếng khô nổ tung, một viên chân châu màu xanh lam hiện ra trước mặt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, nhóc con, cậu may mắn đấy, đây là lôi bạo châu. Lôi bạo châu, đó là cái gì? Diệp Bắc Minh ngờ vực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, cậu chỉ cần dẫn chân nguyên vào trong lôi bạo châu là có thể kích hoạt được sức mạnh sấm sét ở bên trong. Nếu như kẻ địch của cậu nhầm lẫn nó với những ám khí thông thường, thẳng thừng đánh nổ. Trong vòng 30 mét xung quanh sẽ bộc phát ra thiên lôi khủng khiếp, có thể giết chết cả cảnh giới thần vương. Uầy! Diệp Bắc Minh trái lại hít một hơi khí lạnh, kinh khủng thế à? Anh thẳng tay cất lôi bạo châu lại, đi, đi xem thử xem ở bên trong cơ quan kế tiếp sẽ có món bảo bối gì. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại lên tiếng nói, này nhóc, từ khi tiến vào tháp phủ đồ tôi vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của mẹ cậu. Tuy nhiên ngay lúc nãy, tôi đã nhận ra được hơi thở mà mẹ cậu lưu lại. Đáy lòng Diệp Bắc Minh kích động, ở đâu? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, phía trước 900 mét, bên trái. Diệp Bắc Minh hóa thành một cái bóng đen, gần như là ngay lập tức đi đến đó. Một cái bia đá bất ngờ hiện ra trước mặt. Trên tấm bia đá có khắc ba hàng chữ. Cửu Thiên Thập Địa, truyền thừa bậc nhất từ xưa tới nay. Con trai tôi Diệp Bắc Minh tự tay mở. Những người còn lại. Mở ra sẽ chết ngay lập tức. Tám hướng trên mặt đất rải rác vô số xương trắng, cơ hồ đều là quần áo trang sức của Thanh Huyền Tông. Những bộ xương trắng này, dường như đã chứng thực chữ viết trên tấm bia đá. Ôi! Diệp Bắc Minh lại hít một ngụm khí lạnh, ngay lập tức nhận ra đây là nét chữ của mẹ mình, mẹ tôi thô bạo thật đấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, mau mau mở ra nhìn xem trước đi, xem coi mẹ cậu để lại cho cậu cái gì. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, anh đi đến bên cạnh bia đá. Trừ hai hàng chữ kia ra thì không còn chút manh mối nào. Diệp Bắc Minh ngờ vực mẹ, rốt cuộc là mẹ có ý gì? Một cái bia đá mà thôi, sao lại là Cửu Thiên Thập Địa truyền thừa bậc nhất từ xưa đến nay chứ? Vây quanh bia đá đi một vòng, vẫn không có bất cứ manh mối gì, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông có nhìn ra cách thức nào không vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Mẹ cậu là một người phụ nữ kỳ quặc, bổn tháp tạm thời chưa phát hiện được đầu mối gì. Chẳng lẽ là mẹ tôi nói đùa? Diệp Bắc Minh nhướng mày một cái. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh bác bỏ, không đúng, cho dù là trò đùa, cũng đâu cần phải để lại một tấm bia đá như vậy ở bên trong tháp phù đồ. Chờ một chút. Đột nhiên, dường như Diệp Bắc Minh vừa nghĩ đến thứ gì. Đưa một tay ra, đặt lên trên tấm bia đá. Rầm. Giây tiếp theo. Bia đá bắt đầu rung động kịch liệt. Đồng thời trở nên trong suốt từng chút một, cứ như là một khối thủy tinh to lớn vậy. Sâu bên trong bia đá, mà vùng chữ viết thật lớn xuất hiện ngay trước mắt. Siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không phải là chữ của con người. Nhưng mà, Diệp Bắc Minh hệt như là sinh ra đã biết loại chữ viết này vậy,
anh theo bản năng đọc lên, thiên ma cửu biến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói với giọng khiếp sợ, nhóc con, cậu nói gì cơ? Thiên ma cửu biến. Cậu nói đây là thiên ma cửu biến. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp qua kiểu chữ này. Thế nhưng tôi lại có thể đọc hiểu ý nghĩa của nó, mấy chữ trước mặt kia chính là thiên ma cửu biến. Chẳng lẽ đây là một loại công pháp võ đạo? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không dám tin, má ơi, cậu thật sự là may mắn ngút trời. Thiên ma cửu biến có nguồn gốc từ thiên ma tộc ở thượng cổ, đây chính là công pháp ma đạo. Chẳng những tốc độ tu luyện kinh khủng, hơn nữa còn bá đạo cực kỳ. Thiên ma tộc thượng cổ chính là bởi vì thiên ma cửu biến quá mạnh mẽ, bị người ta ghen ghét cho nên mới dẫn đến việc toàn tộc bị diệt trừ. Mẹ cậu để thiên ma cửu biến lại cho cậu. Chẳng lẽ, bố cậu là thiên ma tộc? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rụt lại. Thiên ma tộc. Ngay khoảnh khắc đọc ba chữ này lên. Cơ thể anh khẽ run, cả người nổi da gà. Tim cũng đập thình thịch. Giây phút này, Diệp Bắc Minh thoáng như cách một đời người, rốt cuộc cũng biết được lại lịch của mình. Vù. Bỗng nhiên. Ngay tại vị trí giữa mày của Diệp Bắc Minh xuất hiện một con mắt, là thần ma chi nhãn. Nó lại chủ động mở, liếc nhìn tấm bia đá có khắc thiên ma cửu biến một cái. Trong phút chốc, tất cả chữ viết đều được truyền vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo. Bên trên bia đá bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen, hóa thành một mảnh tro bụi. Giữa ngọn lửa đen có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, giọng nói già nua truyền tới, truyền nhân đời thứ 7 của thiên ma cửu biến, Diệp Bắc Minh. Kiểm tra huyết mạch, hợp lệ. Hửm. Bóng dáng có hơi ngờ vực, có huyết mạch của thiên ma tộc, thế mà lại bị người ta phong ấn. Cũng được thôi, ngày hôm nay tôi sẽ giải trừ phong ấn huyết mạch cho cậu. Vù. Ngọn lửa màu đen nhảy lên, chợt hóa thành một con tổ long đen tiến vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. A! À, Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng, cảm giác cứ như bên trong cơ thể có một ngọn lửa đang cháy vậy. Ken két, cả người anh phát ra tiếng vang thật lớn. Da thịt, xương cốt, máu tươi đều đang run rẩy. Phụt! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, quần áo cả người hóa thành mảnh vụn. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ nhận ra rằng, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đã đỏ tươi hết cả. Trong con người bên trái xuất hiện một hình mặt trăng màu đỏ máu, mà bên trong mắt phải lại có một cái mặt trời màu đen. Kỳ quái vô cùng. Growl. Một tiếng rồng kêu. Tổ long pháp tướng xuất hiện, một con tổ long màu đen vây quanh Diệp Bắc Minh mà thét gào. Toàn bộ tháp phủ đồ rung động mạnh mẽ, cứ như là có động đất nảy sinh vậy. Cùng lúc đó, ở tầng cuối cùng của tháp phủ đồ. Sâu bên trong hầm băng, Nam Cung Uyển Tiêu tốn hết mấy tiếng liền, thật vất vả mới thu phục được Huyền Minh Lãnh Hỏa. Bỗng nhiên rung động kịch liệt truyền tới, vách tường đều đang bị sự chấn động này mà nứt ra. Nam Cung Uyển giật nảy mình, đã xảy ra chuyện gì? Đồng tử co rụt một cái, nhìn vào vách tường đang dần nứt ra một lỗ thủng to lớn, nguy rồi, tháp phủ đồ sắp sửa sụp đổ. Phải rời khỏi chỗ này trước khi nó sụp. Nam Cung Uyển ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện một lỗ thủng cực lớn. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài, cô ấy không chút chậm trễ mà bay lên tiến thẳng về phía lỗ thủng. Đi đến chỗ lỗ thủng, Nam Cung Uyển vừa vặn sắp rời khỏi tháp phù đồ. Đột ngột dừng lại. Cô ấy nhướng mày, có chút bận tâm nhìn xuống tầng dưới chót, anh ta không sao đấy chứ. Im lặng vài giây, Nam Cung Uyển cắn răng, nếu như tháp phù đồ sụp xuống, tên khốn đó sao có thể an toàn cho được. Không được, anh chỉ có thể chết ở trong tay tôi. Nói xong bèn từ bỏ việc chạy khỏi tháp phù đồ. Xoay người đi đến tầng dưới cùng. Bên ngoài, tháp phù đồ rung điên cuồng. Đám người Thanh Huyền Tông đều nhìn chằm chằm tháp phù đồ. Chỉ thấy thân tháp xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Mã trưởng lão điên cuồng co rút lại, sao lại? Như thế? Vương trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, tháp phù đồ sắp sập rồi. Ân Hồng Mai sợ tới mức thân thể mềm mại run rẩy, tại sao có thể như vậy? Chờ một chút. Mã trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng, khuôn mặt già nua trắng bệch, mấy người còn nhớ rõ có một truyền thuyết về tháp phù đồ không? Nếu có người lấy được truyền thừa mạnh nhất trong tháp phù đồ sẽ sập. Chẳng lẽ, đây là sự thật? Vương trưởng lão hít một hơi lạnh, sẽ không phải là Diệp Bắc Minh chứ?
Ô đạo sinh rít gào, tuyệt đối không có khả năng, tên xúc sinh Diệp Bắc Minh kia cũng xứng có được truyền thừa trong tháp phù đồ ư. Ân Hồng Mai gật đầu đồng ý, tôi cảm thấy nhất định là ở trong tháp phù đồ có vấn đề gì đó, cho nên mới như vậy. Lại nói, cho dù lấy được truyền thừa trong tháp phù đồ thì tuyệt đối cũng là Nam Cung Uyển, mà không phải Diệp Bắc Minh. Mã trưởng lão gật đầu, không sai. Vương trưởng lão cũng đồng ý, nhất định là như vậy. Ánh mắt mấy người đỏ bừng, điên cuồng nhìn chằm chằm tháp phù đồ. Lão quỷ Hắc Sơn ngồi ở một bên, vô cùng bình tĩnh nhìn tất cả những chuyện này. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tháp phù đồ ầm ầm sụp đổ từng tầng một. Những tảng đá lớn đột nhiên nổ tung, bay ra bốn phương tám hướng. Giống như đạn pháo rơi vào trong núi lửa vậy. Trong tháp phù đồ có trận pháp không gian. Vào giây phút nó sụp đổ, tất cả năng lượng đều trút xuống giống như một quả bom. Tháp phù đồ thật sự sắp sập rồi. Sắc mặt đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ân Hồng Mai, Ô đạo sinh điên cuồng biến đổi. Ầm. Tiếp theo, tầng thứ 8 sụp đổ. Ầm ầm. Tầng thứ 7 biến mất. Tiếp theo, tầng thứ 6. Thấy một màn như vậy, Ô đạo sinh điên cuồng bật cười, ha 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 ha, tháp phù đồ sắp sập rồi. Tốt quá, tên xúc sinh Diệp Bắc Minh kia đang ở trong tháp phù đồ. Trận pháp không gian biến mất, bộc phát ra lực lượng khủng bố đến mức ngay cả cảnh giới thánh chủ đỉnh phong cũng không ngăn được. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi, tốt quá, cuối cùng tên xúc sinh đó cũng đã chết, ha 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 ha. Vương Như Yên điên cuồng lao ra, tiểu sư đệ, cậu ấy nhất định sẽ không có việc gì, tôi muốn đi vào cứu tiểu sư đệ. Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh giữ chặt cô ấy lại, thập sư muội, đừng kích động. Tiểu sư đệ cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Các cô cũng đỏ cả mắt, bây giờ chúng ta không có một chút lực lượng nào, điều duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này chờ tiểu sư đệ. Vương Như Yên điên cuồng giãy giụa, các chị thả em ra, thả ra. Loại lực lượng không gian khủng bố này nổ mạnh, tiểu sư đệ sao có thể sống được. Hoàng hậu Hồng Đào và Liễu Như Khanh đều không giữ được cô ấy. Khương Tử Cơ tiến lên cho cô ấy một cái tát, em bình tĩnh một chút. Vương Như Yên ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc hu hu hu, ngũ sư tỷ, chị muốn em bình tĩnh như thế nào đây? Nếu tiểu sư đệ thật sự xảy ra chuyện, chị nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Thân thể mềm mại của Khương Tử Cơ run rẩy một chút. Cô ấy là người có bối phận lớn nhất ở đây. Tất cả mọi người có thể hoảng hốt, chỉ có mỗi cô ấy không thể. Khương Tử Cơ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hít sâu một hơi, nếu tiểu sư đệ đã chết, chúng ta sẽ chết cùng cậu ấy. Vương Như Yên như một quả bóng cao su bị xì hơi, được, nếu tiểu sư đệ không ra được, chúng ta sẽ cùng chết với cậu ấy. Oa! Một giọng nói trêu tức truyền đến. Ân Hồng Mai đùa cợt nói, không thể tưởng được mấy người lại có tình cảm sâu sắc như thế, Diệp Bắc Minh kia đúng là chết không oan. Trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có nhiều người phụ nữ làm bạn như vậy, ha 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 ha. Ba ta cười run rẩy cả người, vặn vẹo vòng eo. Hạ Nhược Tuyết tại chỗ, không hề nói một câu nào. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm tháp phù đồ sụp đổ hết tầng này đến tầng khác. Trong lòng cô ấy đã quyết định. Nếu lúc này Diệp Bắc Minh mà ngã xuống, cô ấy sẽ nhảy vào trong dòng sông dung nham nóng chảy bên cạnh. Cùng lúc đó, trong tháp phù đồ, Nam Cung Uyển đang ở tầng thứ 5, cô ta lấy ra ngọc bội 7 màu, sư phụ, giúp con với. Sau đó cắt rách ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên. Trong ngọc bội hiện lên một tia sáng mờ, hư ảnh người phụ nữ kia lại xuất hiện một lần nữa. Bà ta vừa xuất hiện đã thay đổi sắc mặt, lực lượng không gian dao động kịch liệt như thế ư. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Uyển vô cùng lo lắng, sư phụ, con không biết. Con vừa thu huyền minh lãnh hỏa đi, tháp phù đồ đột nhiên sụp đổ. Con vừa chạy từ tầng thứ 9 tới tầng thứ 5, từ tầng thứ 6 trở đi đều sụp đổ hết rồi. Hư ảnh người phụ nữ kia nghiêm túc nói, nếu là một tòa tháp bình thường thì thôi. Tháp phù đồ là thứ có từ thời đại thượng cổ. Trong này có rất nhiều trận pháp không gian, một khi sụp đổ sẽ tạo ra hiệu ứng cơn lốc. Uyển Nhi, con mau đi tìm một chỗ điểm yếu đi, vi sư sẽ giúp con đục lỗ vách tường của tháp phù đồ, con hãy nhanh chóng rời đi. Nam Cung Uyển sửng sốt, sư phụ, không được, con không thể đi. Làm sao vậy, con còn có chuyện gì nữa?
Hư ảnh người phụ nữ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, con. Con đang lo lắng cho sự an toàn của tên nhóc đã lấy đi sự trong sạch của con sao? Sư phụ, hãy giúp con đi mà. Nam Cung Uyển cầu xin. Hư ảnh người phụ nữ vô cùng giận dữ, Uyển Nhi, con bị điên rồi sao? Tên nhóc đó lấy đi trong sạch của con, nếu cậu ta chết ở trong tháp phù đồ. Ngoài vi sư ra sẽ không còn bất cứ ai biết chuyện này nữa. Điều này quả thật là vô cùng có lợi cho con. Sau khi con trở về đại lục thượng cổ, vi sư sẽ chữa trị thân thể cho con, vị hôn phu của con cũng sẽ không biết con đã từng có người đàn ông khác. Nam Cung Uyển cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không ngừng suy nghĩ miên man. Trong đầu cô ta không ngừng hiện ra hình dáng của Diệp Bắc Minh. Cho dù như thế nào cô ta cũng không thể làm theo lời sư phụ nói được. Cô ta lắc đầu từ chối, sư phụ, con xin lỗi. Con cầu xin người hãy cứu Diệp Bắc Minh đi. Không có khả năng. Hư ảnh người phụ nữ quyết đoán từ chối. Nam Cung Uyển tự giễu bật cười, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, một khi đã như vậy, đồ nhi sẽ chết ở trong tháp phù đồ. Nói xong, cô ta trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mặc cho tháp phù đồ sụp đổ, vô số tảng đá không ngừng bay tới. Nam Cung Uyển cũng không tránh né. Con! Hư ảnh người phụ nữ tức giận lôi đình, Uyển Nhi, con bị điên rồi sao? Lúc con ở đại lục thượng cổ ngoan ngoãn thế nào, sao bây giờ lại dám cãi lời vi sư? Nam Cung Uyển buồn bã cười, sư phụ, con xin lỗi. Con biết người rất tốt với con, kiếp sau đồ nhi sẽ báo ân. Con! Hư ảnh người phụ nữ trầm mặc, cuối cùng đã đồng ý, được, vi sư sẽ ở đại lục thượng cổ giúp con. Nhưng nếu không thể tìm được Diệp Bắc Minh, con cũng không được tự tìm chết. Nam Cung Uyển mừng rỡ, sư phụ, con đồng ý với người. Hư ảnh người phụ nữ mặc niệm chú ngữ, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Bao phủ Nam Cung Uyển ở trong đó. Uyển Nhi, nhanh đi tìm đi. Vâng. Nam Cung Uyển chạy xuống tìm kiếm. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3. Dựa theo bản đồ trong tay, cô ta đã gần như tìm kiếm vô số lần. Nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Diệp Bắc Minh. Giờ phút này, tầng thứ 3 của tháp phù đồ đã hoàn toàn sụp đổ. Cánh cửa thông giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3 cũng đã sắp hoàn toàn bị chặn lại. Nam Cung Uyển muốn tiến vào tầng thứ 2 cũng không được. Nam Cung Uyển cầu xin, sư phụ, hãy giúp con tiến vào tầng thứ 2. Giọng nói của hư ảnh người phụ nữ lạnh như băng, Uyển Nhi, vi sư đã làm quá nhiều rồi. Vận mệnh của tên nhóc kia đã là như vậy rồi. Không được, sư phụ, cầu xin người. Nam Cung Uyển quỳ trên mặt đất. Cô ta cũng không biết vì sao mình lại phải làm ra hành động này với một người xa lạ đã cướp đi sự trong sạch của mình. Rầm, 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 rầm. Mặt đất và vách tường xung quanh nổ tung, không gian mai một. Hư ảnh người phụ nữ lắc đầu, Uyển Nhi, tất cả đã không còn kịp rồi. Đôi mắt Nam Cung Uyển đỏ bừng, sư phụ, nếu người không giúp con sẽ đi chết. Uyển Nhi, khi lực lượng của sư phụ bao phủ lấy con muốn chết cũng không thể chết được rồi. Hư ảnh người phụ nữ khẽ cười một tiếng, chờ ngươi trở lại đại lục thượng cổ, sư phụ giao ngươi một loại công pháp phong tình. Con sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa. Không cần. Nam Cung Uyển kêu thảm thiết một tiếng. Lực lượng trên người cô ta ầm ầm bùng nổ, bao vây cô ta ở trong đó. Trận pháp không gian xung quanh mai một lại không thể làm Nam Cung Uyển bị thương một chút nào. Đá vụn nện xuống cũng bị lực lượng kia ngăn cản. Tầng thứ hai của tháp phù đồ đang sụp đổ. Lực lượng trận pháp không gian tàn sát bừa bãi, giờ phút này Diệp Bắc Minh giống như đang ở trung tâm vụ nổ hạt nhân vậy. Các loại lực lượng pháp trận không gian lan đến. Nhưng mà, một màn làm người ta khiếp sợ xuất hiện. Ở xung quanh cơ thể của Diệp Bắc Minh, vô số ma khí vô cùng tinh thuần hội tụ đến. Hình thành một lốc xoáy thật lớn. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang ở trung tâm lốc xoáy, tất cả ma khí đều chui vào trong cơ thể anh. Lực lượng trận pháp không gian sụp đổ lại không thể làm anh bị thương một chút nào. Ở trong ma khí đen xì, một con tổ long màu đen và một con chân long màu đỏ như máu đang rít gào. Bốn phía đều có ma khí quay cuồng. Bỗng nhiên, bên tai anh truyền đến một giọng nói, chủ nhân, cầu xin ngài hãy cho ta ra hấp thu một ít ma khí đi.
Lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ tới mình có một con ma thỏ cấp 10. Tiểu Bạch, đi ra đi. Anh thả Tiểu Bạch ra khỏi tháp càn khôn chấn ngục. Tiểu Bạch tham lam hấp thu ma khí bốn phía. Bộ lông cả người lóe ra ánh sáng ngọc. Tiểu Bạch quá nhỏ, ma khí mà nó hấp thu vẫn chưa đến một phần ngàn. Đa số ma khí còn lại đều chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Không biết qua bao lâu, tất cả lực lượng không gian đều sụp đổ. Diệp Bắc Minh cũng bị vùi lấp ở dưới phế tích tháp phù đồ. Anh cũng đã hấp thu gần hết ma khí rồi. Đột phá! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Vừa mới tiến vào võ thần trung kỳ. Đột phá nữa cho ta. Một lượng lớn ma khí tràn vào trong cơ thể, tất cả đều bị Diệp Bắc Minh luyện hóa. Á! Võ thần hậu kỳ! Phá! 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 Diệp Bắc Minh gầm thét. Tổ long màu đen và chân long màu đỏ máu lượn vòng sau lưng anh. Võ thần đỉnh phong. Lại đột phá. Diệp Bắc Minh thét dài, hổ gào rồng ngâm. Cảnh giới tiên thiên. Đột phá trong chớp mắt. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm nhận được sức mạnh chưa từng có trước đây. Đây chính là người tu võ cảnh giới cao võ sao. Quả thật khác biệt, tôi cảm thấy sức mạnh, tốc độ, cảm giác đều tăng lên không chỉ 10 lần. Tháp càn khôn chấn ngục kích động, nhóc. Cậu không phải tăng lên hơn gấp 10 lần, mà là gông xiềng trong cơ thể cậu được cởi bỏ. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này thực lực của cậu sẽ càng trở nên khủng bố hơn. Diệp Bắc Minh nhướng mày, xảy ra chuyện gì vậy? Tháp càn khôn chấn ngục hỏi lại, vừa rồi, lúc tấm bia đá bùng cháy, trong ngọn lửa màu đen có hiện lên một bóng mờ, cậu không nhìn thấy sao? Có thấy được, hình như ông ta nói cái gì mà tôi bị phong ấn huyết mạch. Diệp Bắc Minh suy tư. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục nghiêm nghị, không sai, tôi có thể dám chắc điều này. Hồi cậu vừa mới sinh ra, dược liệu mẹ cậu tìm kiếm hoàn toàn không phải để tẩy gân phạt tủy cho cậu. Nhóc, mẹ cậu đã sử dụng dược liệu để áp chế huyết mạch thần ma của cậu. Diệp Bắc Minh ngây người, lẩm bẩm, áp chế huyết mạch thần ma của tôi. Giọng điệu tháp càn khôn chấn ngục ngưng trọng, chính xác, nếu không thì khi cậu lớn lên trong xã hội loài người với huyết mạch của mình. Dù không tập võ, sức mạnh, tốc độ, cảm giác của cậu đều sẽ mạnh hơn võ giả bình thường quá nhiều. Và lại cậu không hề biết thân phận của mình, e rằng sẽ bị những người xung quanh coi như một quái vật. Bởi vì huyết mạch thiên ma tộc trong cơ thể cậu bị áp chế, cho nên cậu mới có thể lớn lên như một người bình thường. Diệp Bắc Minh hiểu ra, thì ra là thế. Hết thảy đều có sự liên kết với nhau. Trong lòng anh vô cùng cảm động, mẹ tôi đã làm rất nhiều thứ vì tôi. Răng rắc. Đột nhiên, trong nhẫn chứa vật của Diệp Bắc Minh truyền ra tiếng vang, sắc mặt của anh thay đổi ngay lập tức. Một giây sau, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rất nhiều tiếng răng rắc lần lượt vang lên. Diệp Bắc Minh vung tay lên, mấy ngọc bội bay ra khỏi nhẫn chứa vật, trên ngọc bội tràn ngập vết rách. Hồn ngọc, nó chưa đựng hơi thở của mấy vị sư tỷ. Một khi các cô ấy gặp nguy hiểm, Diệp Bắc Minh có thể ngay lập tức cảm giác được. Sau khi tiến vào tháp phù đồ, anh bị trận pháp không gian ngăn cách. Bây giờ trận pháp không gian sụp đổ, tháp phù đồ sụp đổ, hồn ngọc mới có phản ứng. Diệp Bắc Minh biến sắc, sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả hồn ngọc đại diện cho hơi thở sinh mệnh của sư tỷ tôi đều nứt ra hết rồi. Con người Diệp Bắc Minh trong nháy mắt đỏ như máu, Thanh Huyền Tông. Chỗ sâu trong cấm địa Thanh Huyền Tông, tháp phù đồ hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành một đống đổ nát. Ô đạo sinh vô cùng kích động, ha ha ha, tên chó chết kia cuối cùng cũng chết cùng với tháp phù đồ rồi. Quá tốt rồi, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, chẳng phải mày rất kiêu ngạo sao? Sao lại không thể còn tồn tại đi ra khỏi tháp phù đồ chứ? Mã trưởng lão thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua vương trưởng lão. Ân Hồng Mai dựa vào người lão quỷ Hắc Sơn, gần như muốn ngồi trong lòng lão ta, lão tổ. Xem ra Diệp Bắc Minh không ra được rồi. Lão quỷ Hắc Sơn rất thất vọng, hừ. May cho cậu ta, nếu như cậu ta còn sống ra ngoài. Lão phu nhất định sẽ rút hồn luyện phách cậu ta, để cậu ta hối hận đã chui ra khỏi bụng mẹ. Ân Hồng Mai nịnh nọt, lão tổ, nô gia đã nghe nói về thủ đoạn của ngài rồi đó. Lão quỷ Hắc Sơn ôm vòng eo thon của Ân Hồng Mai, lão phu còn có thủ đoạn khác để đối phó với con trai con hến của cô đấy. Buổi tối hôm nay phải làm cô mở mang tầm mắt. Ân Hồng Mai bĩu môi, lão tổ, ngài xấu lắm.
Ha 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 ha. Lão quỷ Hắc Sơn cười to. Tiểu sư đệ, hức hức hức. Hoàng hậu Hồng Đào đứng tại chỗ, nước mắt chảy ròng ròng. Liễu Như Khanh quỳ trên mặt đất, gào thét thảm thiết, vì sao chứ? Ông trời ơi, tại sao ông phải đối xử với tiểu sư đệ như vậy chứ? Sẽ không, tiểu sư đệ sẽ không chết đâu. Vương Như Yên bi thảm gào lên, phun ra một búng máu từ trong tim. Mái tóc đen nhánh trong nháy mắt bạc trắng. Cô ấy như phát rồ, điên cuồng lao về phía đống hoang tàn của tháp phù đồ. Hai tay mềm mại điên cuồng đào bớt, chỉ chốc lát sau trở nên máu me đầm đìa. Khương Tử Cơ cũng xông lên đào cùng. Ân Hồng Mai cười ra tiếng, lão tổ, ngài nhìn xem. Những người này thật là thú vị, thực lực võ đạo mất rồi, còn cậy mạnh ở chỗ này đào đá. Lãnh Nguyệt đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng, Minh Nhi chết rồi. Minh Nhi thế mà chết rồi. Nước mắt Lãnh Nguyệt chảy xuống dọc theo gò má, Thanh Lam, tớ có lỗi với cậu, tớ thực sự có lỗi với cậu. Cậu phó thác Minh Nhi cho tớ, tớ lại chẳng thể bảo vệ cậu ta, tớ vô dụng thật mà. Sắc mặt sát chủ trắng bệch, sư huynh, xin lỗi. Em không bảo vệ tốt cho đồ đệ của anh, sau này em cũng chẳng còn mặt mũi gặp anh nữa. Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết nhìn đống đổ nát trước mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Cô ấy như một cái xác không hồn, bước lại gần Hồ Dung Nham bên cạnh. Một bước, hai bước, ba bước. Lúc đi đến cạnh Hồ Dung Nham, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đống phế tích kia bắt đầu chấn động kịch liệt. Có động tĩnh? Cái gì? Chẳng lẽ? Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đống đổ nát kia. Tiểu sư đệ, thật tốt quá, tôi biết ngay tiểu sư đệ sẽ không chết mà. Đám người Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào vô cùng vui mừng. Hạ Nhược Tuyết cũng đột ngột quay đầu, nhìn về đống đổ nát. Lãnh Nguyệt và sát chủ lập tức tỉnh táo lại, Minh Nhi, nhất định là Minh Nhi. Một giây sau, một bóng người lao ra khỏi đống phế tích, có vẻ chật vật. Vẻ mặt của mọi người cứng lại. Mã trưởng lão vỗ vỗ ngực, hóa ra là Uyển Nhi cô nương, tôi còn tưởng là Diệp Bắc Minh chứ. Vương trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ân Hồng Mai âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, tôi đã nói rồi, tên chó chết kia sao có thể sống sót. Mã trưởng lão vội vàng hỏi lại, Uyển Nhi cô nương, Diệp Bắc Minh kia đâu? Đôi mắt Nam Cung Uyển mê mang, Diệp Bắc Minh, anh ta. Cô ấy quay đầu nhìn thoáng qua đống đổ nát, e rằng anh ta không ra được. Ánh mắt đám người Hạ Nhược Tuyết, Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào, Lãnh Nguyệt, sát chủ từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Giờ phút này, tâm trạng của các cô như ngồi tàu lượn siêu tốc. Trong nháy mắt rơi từ đỉnh cao xuống đáy cốc. Không! Mấy người tuyệt vọng kêu lên. Hạ Nhược Tuyết đứng ở cạnh Hồ Dung Nham nóng bỏng, nhợt nhạt cười một tiếng, ha ha, Bắc Minh, em đi cùng anh đây. Em không có thân phận vị hôn thê như Nhược Giai, cũng không có phúc phận có thể sinh con cho anh như Tôn Thiến. Điều em có thể làm, chỉ là đi cùng anh trên đường xuống Hoàng Tuyền. Cô ấy nhắm mắt lại. Thân thể mềm mại nhảy xuống Hồ Dung Nham. Nhược Tuyết, đừng mà. Đám người Khương Tử Cơ la lên. Một giây sau. Đống phế tích tháp phù đồ truyền ra một tiếng vang rung trời. Một người đàn ông được xương máu màu đen quấn quanh xông ra từ trong đống đổ nát. Diệp Bắc Minh, Mã trưởng lão suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Làm sao có thể, cậu không chết. Vương trưởng lão như gặp phải quỷ. Ân Hồng Mai hét lớn, trốn ra đằng sau lão quỷ Hắc Sơn, lão tổ, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, Minh Nhi, Khương Tử Cơ. Lãnh Nguyệt lập tức đứng lên. Tiểu sư đệ, chỉ biết em sẽ không chết mà. Vương Như Yên kích động chảy nước mắt. Thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển run lên, quay đầu nhìn lên không trung, anh ta thật sự không chết. Khương Tử Cơ kêu to, tiểu sư đệ, Nhược Tuyết gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh ngay lập tức nhìn ra mấy vị sư tỷ đều bị thương nặng, thoi thóp, lửa giận xông thẳng lên đầu. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết sắp ngã vào trong Hồ Dung Nham. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh gào lên, lao về phía Hạ Nhược Tuyết. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Con người già nua của lão quỷ Hắc Sơn đông lại, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Chính cậu đã giết em gái tôi. Chết đi cho tôi. Cánh tay lão quỷ Hắc Sơn vung lên, ngăn cản Diệp Bắc Minh đi qua.
Diệp Bắc Minh gầm thét, cút ngay cho tôi. Anh khoát tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong lòng bàn tay. Chém một kiếm về phía lão quỷ Hắc Sơn. Khoảnh khắc này, lão quỷ Hắc Sơn lại cảm nhận được hơi thở tử vong. Làm sao có thể, thằng này có thể uy hiếp đến mạng sống của lão phu. Lão quỷ Hắc Sơn giật nảy mình, quả quyết lui lại. Xoẹt! Kiếm khí bay qua sát ra đầu lão quỷ Hắc Sơn, khiến lão ta hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh không có thời gian quan tâm đến lão quỷ Hắc Sơn, anh chém thêm một kiếm về phía dung nham sau lưng Hạ Nhược Tuyết. Kiếm khí sao động, rơi vào trong hồ dung nham. Dung nham cuồn cuộn như sóng to gió lớn, dòng khí phản lực lại, quăng Hạ Nhược Tuyết lên thật cao. Diệp Bắc Minh đi đến bên người Hạ Nhược Tuyết, ôm eo của cô, Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, Bắc Minh. Em chết rồi sao, thật tốt quá, chúng ta có thể gặp lại nhau dưới hoàng tuyền, tốt quá. Hu hu hu, Hạ Nhược Tuyết kích động phát khóc. Ôm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Anh vỗ nhẹ vào vai cô ấy, chậm rãi rơi xuống mặt đất, anh không chết, em cũng sẽ không chết. Tất cả mọi người sẽ không ai chết cả. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh ôm Hạ Nhược Tuyết, trong lòng Nam Cung Uyển chua chát. Cô ấy cắn cắn môi đỏ, yên lặng quay người, đôi mắt dâng lên sương mù dày đặc. Một giây sau, Diệp Bắc Minh sững sờ, Nhược Tuyết, em, tại sao cảnh giới võ đạo của em lại biến mất? Chờ chút đã. Đồng tử Diệp Bắc Minh điên cuồng co rút lại, đan điền của em đâu? Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng, nhìn về phía Ân Hồng Mai, là bà ta đánh gãy tay chân gân mạch của mọi người, phế bỏ võ công của bọn em. Hơn nữa còn lấy mất đan điền của bọn em. Cái gì? Một ngọn lửa giận ngút trời trong nháy mắt ùa vào đại não của Diệp Bắc Minh. Hô hấp của anh lập tức trở nên dồn dập, con ngươi đỏ bừng. Như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Dòng máu trong cơ thể sôi trào, cực kỳ tức giận nhìn thấy Ân Hồng Mai, bà phế bỏ đan điền của người phụ nữ của tôi và sư tỷ tôi muốn tiêu diệt toàn bộ nhà họ Ân của bà. Con cháu của bà và những người có quan hệ huyết thống với bà, tất cả đều phải đền tội vì chuyện này. Giết! Diệp Bắc Minh chưa bao giờ giận dữ như thế. Gào gào! Một tiếng rồng gầm vang lên, anh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, điên cuồng liều chết xông đến. Nam Cung Uyển cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong lòng cảm thấy rất lạc lõng, nếu là mình bị thương, anh ấy có giận dữ như thế vì mình không? Trong phút chốc, Ân Hồng Mai có một loại bị cảm giác như bị thần chết để mắt tới. Bà ta hít một hơi lạnh, bị khí thế kinh người của Diệp Bắc Minh dọa sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó, Ân Hồng Mai phản ứng lại, xấu hổ và giận dữ đến mức sắc mặt đỏ bừng, bà đây là cảnh giới thánh chủ. Cậu chỉ là cảnh giới võ thần mà cũng dám. Khoan đã. Vẻ mặt Ân Hồng Mai sợ hãi, tiên thiên sơ kỳ. Sao có thể? Cậu tiến vào tháp phù đồ 7 ngày, lại có thể tăng cấp từ võ thần sơ kỳ đến tiên thiên sơ kỳ. Vừa rồi tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ vì Diệp Bắc Minh vẫn còn sống đi ra khỏi tháp phù đồ. Căn bản không chú ý tới cảnh giới của anh. Bây giờ nhìn thấy Diệp Bắc Minh đã tiến vào tiên thiên sơ kỳ đều không khỏi ngây người ra. Diệp Bắc Minh chỉ có một chữ, chết. Tốc độ của anh cực nhanh, đi từng bước đến trước người Ân Hồng Mai, chém một kiếm xuống. Ân Hồng Mai vô cùng hoảng sợ, muốn tránh né nhưng căn bản không kịp. A! Bà ta kêu lên một tiếng thảm thiết. Một kiếm, một cánh tay của Ân Hồng Mai bị chém đứt. Ân Hồng Mai hoảng sợ kêu to, lão tổ cứu tôi. Lão quỷ Hắc Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tung một chưởng đến, tên xúc sinh kia. Cậu dám ra tay trước mặt lão phu ư? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Thanh kiếm trong tay cậu là kiếm long đồ trong truyền thuyết đúng không? Giao kiếm long đồ ra, lão phu có thể cho cậu chết toàn thây. Vừa dứt lời, lão quỷ Hắc Sơn đã tới phía sau Diệp Bắc Minh. Trưởng phong cực kỳ thô bạo. Diệp Bắc Minh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão quỷ Hắc Sơn, nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho ông. Năm ngón tay anh chấn động. Trong kiếm Đoạn Long bộc phát ra một con tổ long đỏ như máu, không khí xung quanh giống như đều đọng lại. Tổ long đỏ như máu va chạm với cánh tay của lão tổ Hắc Sơn, ông ta kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ông ta cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, toàn bộ quần áo đều hóa thành mảnh nhỏ. Cánh tay nổi đầy gân xanh, máu tươi đầm đìa. Cậu! Lão quỷ Hắc Sơn cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt già nua kịch liệt co rút lại, đây là lực lượng gì?
cho dù cậu có được kiếm long đồ, cậu cũng không thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy chứ. Tên nhóc kia, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời, cầm kiếm đoạn long trong tay xông ra ngoài. Muốn chết! Lão quỷ Hắc Sơn nổi giận. Ông ta là cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, vậy mà lại bị một tên xúc sinh vừa tiếp xúc với võ đạo cấp cao coi thường như vậy. Quả thực không thể tha thứ. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu ông ta, một thanh bảo đao màu vàng liền xuất hiện ở trong tay. Một con chân long màu vàng quấn quanh ở trên sống đao, dữ tợn khủng bố. Đao đồ long. Trong khoảnh khắc ba người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ô đạo sinh nhìn thấy thanh đao này, ánh mắt đều co rút lại, đây chính là vũ khí xếp trong top 100 bảng binh khí đại lục chân võ. Nghe nói hơn 100 năm trước đã thất lạc, không nghĩ tới lại ở trong tay lão quỷ Hắc Sơn. Là đao đồ long, thật sự là đao đồ long. Ân Hồng Mai kích động run rẩy, lão tổ, tên xúc sinh này chặt đứt một cánh tay của tôi, xin ngài hãy báo thù cho tôi. Lão tổ Hắc Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, nói, tên nhóc kia, đao này tên là đồ long. Hôm nay sẽ chém chết cậu. Không cần nhiều lời. Đồ long vừa ra, đứng thứ nhất thiên hạ. Một đao rơi xuống, cũng bộc phát ra tiếng rồng gầm. Lão quỷ Hắc Sơn rót chân nguyên vào đao đồ long, một hư ảnh chân long màu vàng lao ra, khí tức cường đại làm cho mặt đất cũng không nhịn được run rẩy. Chết đi! Lão tổ Hắc Sơn rít gào. Kiếm đoạn long, phá cho tôi! Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, khởi động thiên ma cửu biến. Long đế quyết cộng cửu thiên thần ma quyết khởi động cùng nhau. Anh không hề dùng tháp càn khôn chấn ngục, chống lại chính diện với lão tổ Hắc Sơn. Một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền đến. Trong khoảnh khắc đao đồ long tiếp xúc với kiếm đoạn long, lập tức nổ tung ầm ầm giống như một tờ giấy. Lực lượng cường đại bộc phát ra, lão quỷ Hắc Sơn lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Chuyện này, Mã trưởng lão cứng ngắc tại chỗ. Vương trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Ô đạo sinh lại hít một hơi lạnh, tên nhóc này. Không tốt. Khóe mắt ông ta run rẩy một chút, nhân lúc mọi người không chú ý liền xoay người biến mất rất nhanh. Ân Hồng Mai kêu to, lão tổ, ngài không có việc gì chứ. Lão quỷ Hắc Sơn ôm ngực, lại phun ra một ngụm máu, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không dám tin, đây không phải kiếm long đồ. Kiếm long đồ và đao đồ long có cùng cấp độ, phẩm chất, căn bản không có khả năng đánh nát đao đồ long. Tên nhóc, đây là kiếm gì? Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, đoạn long. Đoạn long. Lão quỷ Hắc Sơn run lên. Diệp Bắc Minh ra tay, đánh tới thế như trẻ tre, tiếng rồng gầm vang vọng chín tầng trời. Lão quỷ Hắc Sơn cắn chặt răng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, ông ta nhe răng cười nói, tên xúc sinh. Cho dù trong tay cậu có kiếm đoạn long thì sao chứ? Muốn giết lão phu, kiếp sau đi. Huyền lôi lạc, nổ nát cậu ta cho tôi. Lực lượng lôi điện ngưng tụ. Ngay sau đó, khoảng không trên đỉnh đầu lão quỷ Hắc Sơn xuất hiện một đống mây đen, tia chớp ầm ầm. Đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ân Hồng Mai vô cùng kinh hãi, ông ta có thể đưa lôi điện tới. Nghịch thiên quá. Lãnh Nguyệt kêu to, Minh Nhi cẩn thận. Đây là công pháp cấp thánh. Cảnh giới thánh chủ cũng không ngăn được lôi điện tấn công, mau tránh ra. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cảnh giới thánh chủ không ngăn được, nhưng tiên thiên như cháu lại quá dễ dàng. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh liền chỉ kiếm đoạn long lên trời cao. Xét đến. Một tiếng rít gào. Gào gào. Tiếng rồng gầm vang lên như phụ hỏa. Một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy trên chín tầng trời xuất hiện một con rồng sấm sét màu đen. Nó xoay quanh lao xuống, không ngờ lại nghe theo lệnh của Diệp Bắc Minh va chạm với lôi điện mà lão quỷ Hắc Sơn gọi tới. Một khí tức hủy diệt nổ tung. Giống như là bom nguyên tử bị kích nổ vậy. Năng lượng khủng bố dao động lan ra ngoài. Phụt, phụt, phụt. Lão quỷ Hắc Sơn ở khu vực trung tâm vụ nổ mạnh, liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu đen. Cả người bị ánh sáng của vụ nổ bao phủ. Đợi đến khi tất cả tan đi. Lão quỷ Hắc Sơn đã nằm trên mặt đất, cả người đầm đìa máu me. Trước ngực ông ta có một lỗ thủng kinh khủng, đã hoàn toàn bị phế đi. Lão tổ. Mã trưởng lão bị dọa sợ choáng váng. Vương trưởng lão khóc không ra nước mắt, đã sớm nói không cần đối phó với Diệp Bắc Minh như vậy, bây giờ hoàn toàn xong rồi. Ân Hồng Mai sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
run rẩy giống như chim cút, một mùi nước tiểu tanh tưởi truyền đến. Bà ta lại bị dọa đến mức tiểu ra quần. Tiểu sư đệ, đám người Khương Tử Cơ, Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào, Vương Như Yên thấy thế đều kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Hạ Nhược Tuyết cũng cảm thấy như đang nằm mơ, hơi há to cái miệng nhỏ nhắn ra, đây là thực lực của Bắc Minh sao? Cảnh giới thánh chủ hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Lão quỷ Hắc Sơn nằm trên mặt đất, nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay đi tới. Sắc mặt ông ta vô cùng sợ hãi, dùng hết sức lực cuối cùng để lùi về sau cậu. Sốt của cậu là người hay quỷ? Bịch bịch bịch. Trả lời ông ta chính là tiếng bước chân lạnh như băng của Diệp Bắc Minh. Một bước, hai bước. Kiếm Đoạn Long giơ lên cao. Lão quỷ Hắc Sơn hoàn toàn luống cuống, ông ta đứng lên như chó chết, điên cuồng dập đầu, đại nhân, đừng mà. Tôi nguyện ý thần phục ngài, trở thành một con chó bên cạnh ngài, tôi. Phập, tay nâng kiếm hạ xuống. Một đống máu tươi bắn ra, thi cốt vô tồn. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Uyển co rút lại một chút, tiên thiên sơ kỳ, anh ấy mới là tiên thiên sơ kỳ thôi. Vậy mà lại có thể giết cảnh giới thánh chủ đỉnh phong. Đại lục thượng cổ cũng không có nhiều yêu nghiệt như vậy đi. Như vậy xem ra, mình và anh ấy, hình như cũng không thiệt lắm. Suýt, Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ân Hồng Mai hít khí lạnh. Nhưng đúng lúc này, Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Bước ra một bước, đến trước ba người. Sắc mặt Mã trưởng lão tái nhợt, cười gượng, Bắc Minh, cậu là hạt giống của Thanh Huyền Tông chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ. Cậu chính là thánh tử của Thanh Huyền Tông, tông chủ kế tiếp. À không, sau này cậu chính là tông chủ của Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, ồn ào. Chém kiếm Đoạn Long xuống, khí tức bạo ngược. Mã trưởng lão há miệng định hét lớn, nhưng không phát ra được tiếng nào. Phập, một làn xương máu bùng nổ. À, Vương trưởng lão sợ đến quay người muốn bỏ chạy, Diệp Bắc Minh giơ tay ném kiếm Đoạn Long, đâm chết ông ta. Ân Hồng Mai sợ đến bỏ dưới đất, muốn cầu xin tha nhưng không biết phải nói gì. Hàm răng run run lập cập thốt ra hai chữ tha mạng. Diệp Bắc Minh cúi nhìn Ân Hồng Mai, bà rất thích phế đan điền của người khác phải không? Giơ chân, dẫm về phía bụng của Ân Hồng Mai. Phập, đan điền của Ân Hồng Mai bị dẫm vỡ vụn, bà ta đau đến giãy giụa dữ dội, a, à, đan điền của tôi bị phế rồi. Diệp Bắc Minh, tôi đã biết sai rồi. Cậu đã chém một cánh tay của tôi. Bây giờ lại phế đan điền của tôi, cũng nên tha cho tôi rồi chứ. Diệp Bắc Minh cười, người phụ nữ và mấy sư tỷ của tôi, bị bà chém đứt kinh mạch chân tay, bị phế đan điền. Bà hỏi xem bọn họ có tha cho bà không. Mấy người Hạ Nhược Tuyết, Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào mặt lạnh như băng. Ân Hồng Mai biết mình chết chắc rồi, bà ta cay độc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, xúc sinh. Cho dù bà đây chết thì đã làm sao? Một mình tao chết cũng không quan trọng, mấy người phụ nữ của mày coi như bị phế hoàn toàn rồi. Ha ha ha! Bà ta cười lớn điên cuồng, tao được hời rồi, tao không thiệt. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, yên tâm, tất cả người nhà họ Ân của bà sẽ được chôn theo bà. Ân Hồng Mai tỏ vẻ mặt không tin, ha ha, mới vừa nãy tao đã truyền tin về. Bắt đầu từ bây giờ. Tất cả mọi người nhà họ Ân bỏ đi, bây giờ mày đến nhà họ Ân cũng không kịp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi tiêu diệt toàn tộc nhà họ Ân, còn cần phải đến tận nhà ư. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh đâm một nhát kiếm vào tim của Ân Hồng Mai, máu tinh chảy ra. Anh không hề chậm trễ, trực tiếp sử dụng huyết mạch chú sát. Bù! Máu tinh của Ân Hồng Mai bùng cháy. Trong ngọn lửa hiện lên một hình ảnh. À, có chuyện gì vậy? Lửa, cứu mạng. Ngọn lửa từ đâu bốc ra? Mau cứu tôi với. Không, đừng. Những người nhà họ Ân ở khắp chỗ trong Thanh Huyền Tông đột nhiên bốc cháy. Toàn bộ hình ảnh đều hiện lên trong ngọn lửa. Ân Hồng Mai nhìn những gương mặt thân thuộc kêu lên thảm thiết, ngọn lửa khó hiểu trên người bốc cháy bừng bừng. Hóa thành cho bụi. Mày, huyết mạch chú sát. Thuật cấm này, mày học được từ đâu? Ân Hồng Mai hoàn toàn sợ hãi. Bà ta kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, ma quỷ, mày là ma quỷ. Vừa dứt lời, Ân Hồng Mai bị ngọn lửa nuốt chừng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh mau chóng đến trước Hạ Nhược Tuyết và mấy sư tỷ, tình hình mọi người thế nào rồi?
Khương Tử Cơ cười, tỷ không sao. Phụt, phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp ngất xỉu. Ngũ sư tỷ, Diệp Bắc Minh giữ lấy Khương Tử Cơ, đặt cô ấy nằm thẳng xuống đất. Kiểm tra cơ thể của Khương Tử Cơ, vẻ mặt biến sắc, cỏ kéo dài mạng sống 7 ngày. Đáng chết, vật này kéo dài mạng sống phải trả giá bằng thiêu đốt tuổi thọ, không phải là trúng độc, mà là tuổi thọ bị thiêu cháy sạch sẽ. Thần tiên khó cứu. Liền sau đó, Vương Như Yên cười đau thương, tiểu sư đệ, các tỷ phải đi trước một bước rồi. Phụt, cô ấy phun ra một ngụm máu đen, cũng gục xuống. Tiểu sư đệ, đừng đau lòng quá, Hoàng hậu Hồng Đào đi đến, sờ bên má của Diệp Bắc Minh. Khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Liễu Như Khanh mỉm cười, tiểu sư đệ, mấy chị em các tỷ cùng lên đường, sẽ không cô đơn. Không. Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên một tiếng, thất sư tỷ, đừng. Bắc Minh. Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau. Diệp Bắc Minh quay đầu, Hạ Nhược Tuyết rưng rưng nước mắt, xin lỗi, em không thể tiếp tục ở bên anh nữa. Nhược Tuyết. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, tiến lên ôm chặt Hạ Nhược Tuyết. Nhưng cô ấy đã toàn hoàn mất đi khí tức. Quay đầu nhìn một lượt, mấy sư tỷ đều nằm dưới đất. Hạ Nhược Tuyết trong lòng cũng không còn hơi thở. Cùng lúc đó, nhà họ Chu gia tộc thượng cổ. Chu Lạc Ly đột nhiên đau tim, nước mắt mất kiểm soát trào ra, có chuyện gì vậy? Mình, sao mình lại cảm thấy như người thân xảy ra chuyện? Là mấy sư muội hay là tiểu sư đệ? Không được. Chu Lạc Ly đứng lên, đi ra ngoài khuê phòng. Vừa đẩy mở cửa, bốn bà lão cùng tiến lên một bước, tiểu thư Lạc Ly, cô muốn đi đâu? Chu Lạc Ly như mất hồn. Tôi cảm thấy các sư muội hoặc tiểu sư đệ của tôi xảy ra chuyện, tôi muốn đi tìm bọn họ. Bốn bà lão cười lạnh lùng một tiếng, tiểu thư, gia chủ đã dặn dò trước khi cô chưa quyết định, không được phép ra khỏi phòng một bước. Trong lòng Chu Lạc Ly nổi giận, cút ra cho tôi. Trực tiếp ra tay. Bốn bà lão cười lạnh lùng một tiếng, lập tức khống chế được Chu Lạc Ly. Ném vào trong phòng, đóng cửa. Hừ, không biết tự lượng sức. Sâu trong thiên lao của gia tộc Đạm Đài. Đạm Đài Yêu Yêu đột nhiên giật mình tỉnh dậy, sư tỷ, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh gào thét xé gan xé phổi, tháp càn khôn chấn ngục có cách gì cứu bọn họ không? Không tiếc mọi giá, không tiếc mọi giá phải cứu được. Tháp càn khôn chấn ngục cất giọng áy náy, cậu nhóc, cậu cũng biết dược tính của cỏ kéo dài mạng sống 7 ngày đấy. Bọn họ không phải chết vì bị thương, mà là chết vì cạn kiệt tuổi thọ. Vạn vật trong trời đất, đều có số mạng của mình, tuổi thọ của họ cạn kiệt, bản tháp cũng không còn cách nào. Trừ phi, Diệp Bắc Minh cất giọng khàn khàn, trừ phi cái gì? Tháp càn khôn chấn ngục thở dài, trừ phi trong tay có tinh phách sinh mệnh, nhưng vật này vô cùng hiếm có. Gần như là không có ở trong thế giới võ đạo cấp thấp, hiếm có gần bằng dị hỏa. Bây giờ đi tìm cũng muộn rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, chẳng lẽ Nhược Tuyết và mấy sư tỷ phải chết như vậy ư? Lãnh Nguyệt đi đến, Minh Nhi, con hãy bớt đau buồn. Sát chủ thở dài một tiếng, Minh Nhi, nếu cậu cần phụ nữ, tôi có thể tìm cho cậu rất nhiều mỹ nữ. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, sát tiền bối, bà vốn không hiểu sự quan trọng của họ đối với tôi. Đột nhiên, bên tai Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói thanh lạnh. Những cô gái này rất quan trọng với anh sao? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu. Cơ thể của Nam Cung Uyển run lên. Chỉ thấy, đôi mắt của Diệp Bắc Minh toàn là tia máu, đau khổ buồn thương, còn quan trọng hơn tính mạng của tôi. Nghe thấy lời này, Nam Cung Uyển rất muốn òa khóc. Cô ta cắn môi đỏ, như đưa ra quyết định, được. Đã như vậy, vật này, anh cầm đi cứu họ đi. Cô ta há miệng nhả ra một viên trân châu màu xanh lam. Ném cho Diệp Bắc Minh. Đây là... Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp càn khôn chấn ngục kinh ngạc, vãi. Đây là tinh phách sinh mệnh thuộc tính băng. Bản tháp biết rồi, cô bé này là thể băng phách trời sinh, trong cơ thể thai nghén ra tinh phách sinh mệnh thuộc tính băng. Cậu nhóc, cậu nợ cô ta một ân tình to lớn. Diệp Bắc Minh hỏi, vật này rất quý giá sao? Nam Cung Uyển mỉm cười, vật này, rời khỏi cơ thể của tôi. Tôi sẽ tổn thất một nửa tuổi thọ, cực kỳ có hại cho tôi. Diệp Bắc Minh cắn răng gật đầu, được, cảm ơn. Cơ thể của Nam Cung Uyển run lên. Chỉ vậy sao thôi? Cô ta không nói thêm một câu,
chỉ gật đầu, được. Mạnh mẽ quay người bỏ đi. Diệp Bắc Minh nhìn bóng lưng của Nam Cung Uyển, không nói nhiều. Cứu người quan trọng, tháp càn khôn chấn ngục, phải làm thế nào? Truyền tinh phách sinh mệnh vào trong cơ thể bọn họ, rồi dùng quỷ môn thập tam châm của cậu dẫn lối cho tinh phách sinh mệnh phủ khắp toàn cơ thể bọn họ. Được. Diệp Bắc Minh làm theo cách của tháp càn khôn chấn ngục. Anh chia tinh phách sinh mệnh thuộc tính băng thành 6 phần. Truyền vào trong cơ thể của 6 người Hạ Nhược Tuyết, Vương Như Yên, Khương Tử Cơ, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào. Một lát sau, toàn bộ 6 người đã có nhịp tim. Bọn họ gần như cùng lúc mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Đây là nơi nào? Chúng ta vẫn ở Thanh Huyền Tông, chúng ta vẫn chưa chết. Tiểu sư đệ, là tiểu sư đệ đã cứu mọi người. Mấy vị sư tỷ rất kích động. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Tất cả mọi việc thật khó mà tưởng tượng nổi, rõ ràng cô ấy đã chết, vậy là còn sống lại. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm một hơi, mọi người không sao là tốt rồi, bây giờ đệ nối liền kinh mạch cho mọi người. Được, các cô gái cũng không khách sáo, ngồi khoanh hai chân, để cho Diệp Bắc Minh điều trị. Sau khi nối liền kinh mạch cho Hạ Nhược Tuyết và mấy vị sư tỷ, Diệp Bắc Minh đến trước Lãnh Nguyệt và sát chủ, Dì Nguyệt, sát tiền bối, hai người cũng bị đứt kinh mạch chân tay, để con nối lại cho hai người. Lãnh Nguyệt và sát chủ nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc được. Trong lòng hai người, thực ra sớm đã nổi lên làn sóng sợ hãi. Thiên phú của cậu bé này, đúng là quá nghịch thiên. Một lát sau, Diệp Bắc Minh nối lại kinh mạch cho tất cả mọi người, nhưng lại không có cách nào để hồi phục đan điền đã vỡ của họ. Nếu đan điền của các tỷ bị vỡ thì còn dễ, có thể hồi phục. Bây giờ lại bị moi ra, thực sự là không thể làm gì được. Các tỷ không có đan điền, không thể hồi phục được. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vương Như Yên đỏ mắt, chẳng lẽ sau này các tỷ không thể tu võ nữa sao? Mấy người Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ nhìn qua với vẻ thất vọng. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, đột nhiên cười, sư tỷ, Bắc Minh nhất định nghĩ cách tạo lại đan điền cho mọi người. Khi đệ học y ở Côn Luân Hư, đã từng nhìn thấy trên thế giới có một loại cây thần hỏa tang. Loại cây này hội tụ tinh hoa trời đất, một quả có thể tạo lại thân thể. Tin rằng cũng có thể tạo lại đan điền của mọi người. Mọi người đều biết, Diệp Bắc Minh đang cố ra vẻ nhẹ nhõm. Vì không để mọi người thất vọng. Cây thần hỏa tang là thứ trong truyền thuyết. Là thật hay giả cũng không biết. Vương Như Yên phì cười một tiếng, vậy được, tỷ đợi tiểu sư đệ mang quả thần hỏa tang về, tạo lại đan điền cho tỷ. Hoàng hậu Hồng Đào cũng đi đến, khoác cánh tay của Diệp Bắc Minh, chỉ cần có thể ở bên cạnh tiểu sư đệ. Cho dù không có võ công cũng không sợ. Tiểu sư đệ, đệ sẽ bảo vệ các tỷ phải không? Liễu Như Khanh và Lục Tuyết Kỳ cũng khẽ cười một tiếng gật đầu. Chỉ có một mình Khương Tử Cơ sắc mặt hơi nghiêm trọng. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, ô đạo sinh đâu? Mọi người ngẩn người. Lãnh Nguyệt lắc đầu, lúc này khi con đánh bại lão quỷ Hắc Sơn, ô đạo sinh đã bỏ chạy rồi. Bây giờ, e rằng đã về đến nhà họ ô rồi. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm. Anh lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho Lãnh Nguyệt và sát chủ. Dì Nguyệt, sát tiền bối, đan điền của hai người không bị phế, số đan dược này có thể giúp hai người mau chóng hồi phục thực lực. Con đến nhà họ ô một chuyến, con giao Nhược Tuyết và mấy sư tỷ cho hai người đấy. Nói xong, anh đi ra ngoài cấm địa. Lãnh Nguyệt kinh hãi, Minh Nhi, con đừng làm bừa. Lần trước dì đã nói với con. Nhà họ ô rất khác so với con tưởng tượng. Sát chủ cũng không thể bình tĩnh, đồ nhi, cậu đừng làm bừa. Diệp Bắc Minh lại như không nghe thấy, mau chóng rời khỏi cấm địa. Tất cả mọi việc đều do nhà họ ô mà ra. Hôm nay, anh đã có thực lực không sợ nhà họ ô. Lúc này không diệt nhà họ ô, thì còn đợi lúc nào? Đại ca, đại ca! Xảy ra chuyện rồi. Hậu sơn nhà họ ô. Ô đạo sinh hốt hoảng xông vào trong kết giới. Khuôn mặt già tái nhợt, không ngừng nuốt nước miếng, xảy ra chuyện rồi. Đại ca, hỏng rồi. Ô đạo sinh lo sợ nhảy lên. Thở hổn ha hổn hển. Ô đạo hoành nhắm mắt ngồi khoanh hai chân, nhị đệ, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Chẳng phải đệ đang ở cấm địa đợi tin tức sao? Tính thời gian,
hôm nay có lẽ là ngày thứ bảy, là ngày Diệp Bắc Minh ra khỏi tháp phù đồ phải không? Ông ta mở mắt, lóe lên tia lạnh băng, tên xúc sinh đó chết chưa? Chết rồi. Ô đạo sinh hỏi lại một câu, sau đó nhảy lên, tên xúc sinh đó không những không chết, mà còn làm sập tháp phù đồ rồi. Tháp phù đồ sập thì cũng thôi đi, dù sao cũng không có ai có thể có được truyền thừa ở bên trong. Huynh biết điều đáng sợ nhất là gì không? Tên xúc sinh đó đã giết lão quỷ Hắc Sơn rồi. Ô đạo hoành mở to đôi mắt, cơ thể không nhịn được run lên ớn lạnh, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Đầu óc ông ta trống rỗng, phải qua mười mấy hơi thở, mới sượt một cái đứng bật dậy, ô đạo sinh, đệ nói lại một lần cho huynh. Cái gì, Diệp Bắc Minh chưa chết? Đúng thế, đại ca, ô đạo sinh sợ đến quay vòng vòng, Diệp Bắc Minh không những không chết, mà còn giết lão quỷ Hắc Sơn. Thực lực của tên xúc sinh này đúng là quá khủng bố, còn có thể giết được cả cảnh giới thánh chủ đỉnh phong như lão quỷ Hắc Sơn. Bây giờ có lẽ cuộc chiến đã kết thúc rồi, nếu không phải đệ nhân lúc Diệp Bắc Minh không chú ý, thì sợ là bây giờ cũng chết trong tay hắn rồi. Đại ca, làm thế nào bây giờ? Ô đạo sinh hoàn toàn hoảng loạn. Ông ta vốn cực lì lùn, lại còn béo mập. Lúc này trông giống như một quả bóng tròn lăn qua lăn lại, vô cùng hài hước. Đổi lại là trước đây, ô đạo hoành nhất định sẽ chế nhạo nhị đệ mấy câu. Lúc này, ô đạo hoành lại không cười nổi, cau chặt mày thành ba đường thẳng, hừ. Cho dù hắn đã giết lão quỷ Hắc Sơn, chẳng lẽ còn có thể giết vào nhà họ ô chắc? Liền sau đó, phập, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên, kể cả là trong kết giới cũng cảm nhận được tiếng động lớn bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt già của ô đạo hoành sầm xuống. Một lát sau, một lão quản gia xông vào với sắc mặt kinh sợ, lão tổ, bên ngoài có một kẻ điên đến. Hắn không nói một câu nào, trực tiếp xông vào nhà họ ô gặp người nào giết người đó. Bây giờ sợ rằng đã giết mấy trăm người, tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chảo của hắn, nếu không lão nô cũng không gặp được ông rồi. Hu hu hu, lão quả ra quỳ xuống đất, khóc lóc chảy cả nước mắt nước mũi. Ô đạo sinh nhảy lên như sấm, kẻ nào mà to gan như vậy? Dám giết vào nhà họ ô chúng ta? Mẹ kiếp, có phải điên rồi không? Khuôn mặt già của ô đạo hoành sầm xuống, là Diệp Bắc Minh. Ô đạo sinh ngẩn người, há hốc miệng, đại ca, Diệp Bắc Minh hắn dám ư? Đôi mắt ô đạo hoành nghiêm trọng, nếu thực sự giống như đệ nói, thực lực của hắn đủ để giết lão quỷ Hắc Sơn. Thì tại sao không dám giết vào nhà họ ô chứ? Nhưng, ô đạo sinh dùng mình, vốn không thể chấp nhận, nhưng Thanh Huyền Tông là do nhà họ ô chúng ta sáng lập ra mà. Tên xúc sinh đó là đệ tử của Thanh Huyền Tông, làm sao có thể đối xử với nhà họ ô như vậy? Ô đạo hoành lắc đầu cười lạnh lùng, năm đó chúng ta đối xử với Diệp Thanh Lam thế nào chứ? Nếu không phải chúng ta giúp đỡ, Diệp Thanh Lam là sao có thể mang thai tên xúc sinh đó chứ? Đối phó với tên xúc sinh này, huynh có cách. Ô đạo sinh sốt ruột, đại ca, huynh đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói đi, huynh muốn đối phó Diệp Bắc Minh thế nào? Ô đạo hoành tỏ vẻ mặt tự tin, huynh sớm đã chuẩn bị rồi. Chắc phải dùng đến những người đưa về từ Côn Luân Hư rồi. Ô Thái, đưa người đến đây. Vâng, lão tổ. Lão quản gia vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài kết giới. Bên ngoài cấm địa nhà họ ô. Phụt, Diệp Bắc Minh giống như tử thần, giết thẳng vào sâu trong nhà họ ô. Rốt cuộc mày là ai? Ma quỷ, tên nhóc này nhất định là ma quỷ, là ác quỷ ông trời phái đến diệt nhà họ ô. Lão tổ. Cứu tôi với. Những chỗ Diệp Bắc Minh đi qua, khí thế bừng bừng không cản nổi. Không có gì có thể ngăn được đường kiếm của kiếm đoạn long. Vô số thi thể ngã xuống, máu thịt bắn tung tóe. Nhà họ ô hoàn toàn hóa thành tu la địa ngục. Diệp Bắc Minh, mày dừng tay cho tao. Một tiếng quát vang lên, ô đạo sinh xông ra, mày dám giết thêm một người nhà họ ô tao, thì hai chị em như hoa này sẽ chết chắc. Anh Diệp. Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Nhã Phi với khuôn mặt tái nhợt. Bên cạnh, là Tiêu Dung Phi cắn chặt đôi môi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, không liên quan đến họ, thả họ ra. Trong mắt ô đạo sinh tràn đầy tia máu, tức giận gào thét, đồ xúc sinh, mày giết bao nhiêu người nhà họ ô như vậy, nói không liên quan thì không liên quan sao? Tao nói với mày một câu cuối cùng, mày còn dám giết thêm một người nào nhà họ ô, tao?
Còn chưa nói hết câu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lên. Lôi ảnh trùng trùng. Diệp Bắc Minh xuất hiện bên cạnh Ô Đạo Sinh như quỷ mị. Mày! Ô Đạo Sinh sợ đến hồn phách bốc hơi, tốc độ quá nhanh, nhóc con, mày dám đánh lén. Vậy thì để họ chết đi. Giơ tay tóm về phía cổ của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi. Định bóp nát. Muốn chết hả? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, chém kiếm đoạn long xuống. Tốc độ còn nhanh hơn Ô Đạo Sinh gấp mấy lần. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Hai tay của Ô Đạo Sinh bị chém bay, ông ta kêu thảm một tiếng, nhếch nhác lùi lại. Diệp Bắc Minh giơ chân đạp bay Ô Đạo Sinh. Tiêu Nhã Phi nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh, ôm chặt cổ của anh Diệp, hu hu, em tưởng em chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh dịu dàng an ủi, được rồi, không sao nữa rồi. Có anh ở đây, không ai có thể hại được em. Tiêu Dung Phi nhìn cảnh này, trong lòng rất khó chịu. Diệp Bắc Minh vỗ vai Tiêu Nhã Phi, đừng sợ, đi theo sau anh. Được. Tiêu Nhã Phi ngoan ngoãn gật đầu, vì sợ hãi, cô ta tóm chặt cánh tay của Diệp Bắc Minh. Cả người như treo lên người Diệp Bắc Minh. Một cô gái thì nặng bao nhiêu chứ? Không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Diệp Bắc Minh, giơ kiếm đoạn long lên rồi giáng xuống, giết sâu vào trong nhà họ Ô. Nhìn thấy Tiêu Dung Phi đứng tại chỗ, Tiêu Nhã Phi quay đầu chị, mau đi theo đi. Một mình chị ở đây nguy hiểm lắm. Tiêu Dung Phi cắn môi đỏ, đi theo phía sau Diệp Bắc Minh. Lúc này, cô ta lại có cảm giác an toàn chưa từng có. Đi theo sau anh ta, tại sao mình lại cảm thấy an tâm như vậy? Cho dù nơi này là nhà họ Ô, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, mình cảm thấy chỉ cần có anh ta thì tất cả đều không vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.